Chương 1 Elisa Bap cao cấp định chế 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Buổi tối hoàng kim đoạn thời gian 9 giờ Hư hư thực thực tư nhất văn dạ hội thần bí nữ lang bạo một lời đề bị soát thượng ủy bộ Học Sớt Nhiệt môn đệ nhất là danh việc ngành giải trí ăn dưa tiểu thanh niên Marketing hào tại nửa giờ sau ban bố một tổ HD ảnh chụp Ảnh chụp bên trong Thân áo sơ mi trắng tư nhất văn hai tay tay áo quyển khởi tới tay khuỷu tay, ngực bên trong ôm công chúa nhất danh đầu đội mũ lưỡi trai kiều tiểu nữ hài. Buổi tối xa hoa trụy lạc, hình ảnh là thật có chút làm cho người ta mơ màng. HD camera rõ ràng chụp được tư nhất văn tuấn lãng ngũ quan, hắn khuôn mặt đường cong trôi chảy sắc bén, ánh đèn nê ông đánh vào hắn gò má bên trên hình thành một đạo cái bóng, tựa như đặc biệt bãi chụp một tổ thời thượng đại phiến. Nhưng là mọi người đều biết, Tư Nhất Văn là có lão bà, mà hắn lão bà Chu Nhân tối nay liền tại GIBANG tạp chí từ thiện tiệc tối thượng. Tin tức nhất bảo ra tới, các đại doanh tiêu hào cũng nhao nhau đi theo chuyển phát, như là hấp huyết quỷ bình thường không theo Tư Nhất Văn trên người ép một chút nhiệt độ thề không bỏ qua. Sau một tiếng, ngành giải trí ăn dưa tiểu thanh niên quầy bộ phía dưới đã có hơn vạn điều bình luận. Này là vượt quá giới hạn. Thảo, nam nhân đều như vậy ghê tẩm sao? nhà bên trong có cái đẹp như tiên nữ lão bà còn chưa đủ. Ta thật phun nha. Chu nhân tối nay còn tại tham gia từ thiện đêm đi. Tư nhất văn liền như vậy sáng loáng tại bên ngoài ăn vụng. Vốn dĩ ta liền không coi trọng này đoạn hôn nhân, hào môn nhựa plastic thông gia, sớm muộn muốn cách. Lầu bên trên, này ngươi liền không hiểu đi. Tư gia phú khả địch quốc, chu gia gia tài vạn quán, này gọi cường cường liên thủ bên trong lợi ích liên lụy quá sâu, là ta ngươi này loại phàm nhân không hiểu. Điểm đi vào một mặt mộng bức, này nam nhân ai vậy? Minh tinh sao? Xem ngược lại là đỉnh soái Lầu bên trên, cùng ngươi phổ cập khoa học một chút. Này nam nhân tên là Tư Nhất Văn, Hồng Hưng Tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc. Hồng Hưng Tập đoàn ngươi biết A, à, ngay tại lúc này ngươi có thể xem đến quốc nội cái gì đại quảng trường A, làng du lịch A, danh công viên trò chơi A, Đều là hồng hưng tập đoàn kỳ hạ Mặt khác, này mấy năm hồng hưng tập đoàn cũng bắt đầu hướng truyền hình điện ảnh nghề giải trí phát triển Cụ thể ngươi chính mình lên mạng ra đi, dù sao liền rất ngư bức Đúng rồi, năm trước tư nhất văn cùng Chu nhân kia tràn thế kỷ xa hoa hôn lễ chưa có xem sao Học sớt bạo ba trời ạ à. Trận mắt há hốc mồm, dịp gờ, dơ ucp phấn, lúc này như thế nào đều không lên tiếng các ngươi không là dập đầu này đôi hào môn nhựa plastic CP dập đầu đến phi thường hăng say sao? Chết cười, bản OCP phấn tại này, vốn dĩ liền biết này đôi nhựa plastic phu thê không có cảm tình chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, cho nên không có cái gì có thế thương tâm a. OCP phấn liền là Tư Nhất Văn cùng chu nhân này đôi nhựa plastic phu thê CP phấn. Lúc trước, Tư Nhất Văn cùng chu nhân lấy một trương hình kết hôn tại mạng lưới bên trên ra vòng tân nương chu nhân thân thuần thủ công chế tác kiểu Trung Quốc tú cùng, đầu đội một đỉnh làm bằng vàng rồng mũ phượng, tươi cười khuynh thành, Mỹ đến phản phất là mạng trong tranh đi ra tới nhân vật. Mà thân là tân lan tư nhất văn thì tuyệt hơn, hắn thân cao một M88, vũ quan tinh xảo như quỷ phủ thần công. Tự theo một năm trước chu tư hai nhà thông gia, khi tràng xa hoa thế kỷ hôn lễ bị lộ ra lúc sau, hào môn nhựa plastic phu thê CP như vậy sinh ra sở dĩ sẽ bị quan vì hào môn nhựa plastic vợ chồng xưng hào, là bởi vì mọi người đều biết, Tư Nhất Văn cùng Chu Nhân hai cái người vốn dĩ liền không có cái gì cảm tình cơ sở, Chu Tư hai nhà là danh phù kỳ thực thương nghiệp thông gia. Thế kỷ hôn lễ cùng ngày, này đôi hào môn nhựa plastic phu thê tại giáo đường bên trong toàn bộ hành trình mặt lạnh đối phương, lẫn nhau không có dư thừa biểu tình. Thậm chí tại người chủ trì cu quá trình nói làm tân lan tân nương hôn môi lúc, Chu nhân trực tiếp đoạt microphone nói không cần như vậy phiền phức, nói rõ liền diễn đều chẳng muốn diễn. Nhưng dù là này dạng, dập đầu này đôi nhựa plastic phu thê CP vấn ti lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân là Hai người nhan giá trị viễn siêu nội ngu đỉnh lưu. Quảng hắn là thật là giả, này đôi vợ chồng nhan giá trị thật quá tốt va phải. Từ nay về sau, hào môn tiểu thuyết liền có thể thay thế vào tư nhất văn cùng chu nhân mặt không có chút nào bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. CP phấn mới mặc kệ này đôi vợ chồng hay không có thật cảm tình, chỉ cần bọn họ còn là hồng sách vỡ bên trên che kính cương ấn phu thê, chỉ cần nhựa plastic vợ chồng không có tại bên ngoài thượng vạch mặt, giờ CP phấn liền còn dập đầu đến động. Weibo bên trên có quan hệ tư nhất văn đường viền tin tức thảo luận khí thế ngất trời lúc. Thân là chính cung nương nương chu nhân chính buồn bực ngán ngẫm ngồi tại xe vị bàn tròn bên trên xem sân khấu bên trên đang hồng lưu lượng đang ra sức biểu diễn. Mỗi năm một lần ZIBNZ tạp chí từ thiện tiệc tối tối nay tại A thành phố cử hành hiện trường minh tinh tụ tập tinh quang rạng rỡ gần như có thể bị kêu được với tên siêu một tuyến minh tinh đều tại hiện trường một ít hạng hai thậm chí tam tuyến minh tinh đều tại mão đủ sức lực chế tạo chủ đề. Từ thiện hoạt động họp sức từ xế chiều thảm đỏ thời điểm liền bắt đầu lục tục an bài, không là nhà ai minh tinh thân nào đó hàng hiệu cao định, liền là nhà ai minh tinh là tại trốn tiểu tiên nữ từ từ, họp sức chủ đề giá cao không hạ. Bất quá ai cũng không ngờ đến, buổi tối có quan hệ tư nhất văn tin tức cấp tốc xông lên họp sức bản thứ nhất, thoáng cái làm dây tạp chí từ thiện tiệc tối chúng tin mờ đi. Tại trốn tiểu tiên nữ Tân Ninh xem đến ủy bộ học sớt có quan hệ tư nhất văn tin tức sau, gọn gàng dứt khoát đem chính mình điện thoại đưa cho khuê mật. Trước nói hảo, ngươi xem nhưng tuyệt đối đừng sinh khí A, nữ nhân sinh khí dễ dàng đến viêm tuyến sữa. Hiện tại thật nhiều người chờ xem ngươi chê cười đâu. Như thế nào? Chu nhân hơi hơi nhướng mày, vũ quan xinh xắn theo hơi biểu tình điều động, chỉnh cái người rốt cuộc tỏ ra sinh động lên tới. Tân Ninh ngươi chính mình xem đi dù sao không là cái gì chuyện tốt chu nhân tiếp nhận điện thoại liếc nhìn xem màn hình bên trên một tổ ảnh chụp lại bên cạnh vẽ mấy trương thịt màu hồng phấn sơn móng tay tại ánh đèn chiếc xạ hạ lấp lóe một mặt tia sáng chói mắt nàng chẳng những không có sinh khí ngược lại say sưa ngon lành thưởng thức một hồi nhi ảnh chụp câu lên môi thấp nở nụ cười đây cơ hồ là chu nhân tại tối nay thứ nhất cái tươi cười mặc dù phối hợp nàng vừa rồi xem đến tin tức có chút quỷ dị nhưng lại không chút nào che giấu nàng Mỹ. Chu nhân huyết dịch bên trong chảy xuôi một phần tư đức quốc huyết thống, ngũ quan thâm thúy cũng sẽ không quá mức bén nhọn, nói một câu nhan giá trị viễn siêu nội ngu đỉnh lưu hoàn toàn sẽ không quá phận. Như vậy cười một tiếng, ngược lại Mỹ đến càng thêm kinh diễm. Nhưng làm hảo hữu, Tân Ninh thực sự không rõ Chu Nhân lúc này mặt bên trên tươi cười là cái gì ý tứ. Trước cuộc trượng phu vượt quá giới hạn này loại sự tình nháo đến toàn võng đều biết, cũng đích thật là có đủ mất mặt, đổi thành ai có thể cười được. Chu nhân đưa di động còn cho Tân Ninh. Đài bên trên này cái hát nhảy yêu đậu là ai vậy? Nghiệp vụ năng lực thật không tệ. Tân Ninh trả lời. Thái Văn Hạo, năm nay vừa mới tuyển tú quán quân xuất đạo, các hạng nhân khí trị đều hàng thứ nhất, mới 20 tuổi. Không đúng. Ngươi hiện tại nên chú ý là này cái sao? ngươi trượng phu bị bạo hư hư thực thực vượt quá giới hạn ôi chao. Chu nhân một mặt bình tĩnh tiếp tục xem biểu diễn, mây trôi nước chảy. Tư nhất văn lại không ngốc, còn không đến mức như vậy trắng trợn ăn vụng. Tân ninh. Ngươi liền đối ngươi kia cái nhựa plastic lão công như vậy có tự tin. Chu nhân. Không là tự tin, là ta rõ ràng hắn cùng ta là cùng một loại người. Tân ninh. Chật chật. Từ từ, như thế nào có loại tại ăn cẩu lương ảo giác? Chu nhân nhắc nhở. Ngươi nhìn kỹ một chút ảnh chụp bên trong nữ sinh. Tân Ninh hiếp mắt. Thảo, ảnh chụp bên trong nữ sinh là tư nhất văn muội muội tư vũ. Không trách chu nhân bình tĩnh, mà hào cũng không chứng thực tin tức nội dung chân thực tính liền gửi bản thảo đi, thuần túy chỉ là vì bác trong mắt. Chu nhân nếu là trước mặt mọi người loạn trận cướp, rõ ràng là lạc đối nhà cái bẫy như vậy xem ra, truyền thông sẽ lựa chọn tại này cái thời gian tuôn ra tin tức, rõ ràng là phía sau màn có thôi thủ tại trợ giúp. Chu nhân ngược lại là hiếu kỳ tư nhất văn sẽ như thế nào xử lý này loại quan hệ xã hội nguy cơ. Tối nay GIBAN lần từ thiện tiệc tối hoạt động khai thác tuyến thượng trực tiếp hình thức, cùng online quan sát nhân số thực đánh thật vượt qua 500 vạn người. Chu nhân mặc dù không là minh tinh, nhưng nhiệt độ lại không thể so với tối nay đang hồng một tuyến minh tinh ít nàng ngồi tại xe vị, một bữa tiệc màu trắng lộ lưng khảm kim cương sa váy phiêu giật linh động, tóc đen tuyết cơ lưng đẹp dếp. G -b -a n JIBANG chủ nhiệm tạp chí biên chỉ chốc lát không dám chậm trễ chu nhân, thậm chí liền đang hồng ảnh hậu thấy chu nhân đều muốn bồi hơn mấy phần ý cười. Ống kính quét đến chu nhân lúc, trực tiếp thượng màn hình phi tốc lướt qua, ngay từ đầu còn là đồng loạt liếm bình phong. A a a a a a, -a, -a tuyệt tuyệt tử. Chu nhân nhan giá trị thật tuyệt chẳng lẽ chỉ có ta chú ý đến, hơn một nửa minh tinh thêm lên tới từ thiện đều còn không có chu nhân một cái người quyên nhiều lắm sao? Chu nhân là xứng với đệ nhất danh viện xưng hào đi, có người biết chu nhân trên người là cái gì váy sao? Quá đẹp đi! Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Elisa Bác Cao Cấp Định Chế 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com lầu bên trên, này đề ta sẽ, chư nhân trên người là bác cao cấp định chế lễ phục dạ hội. Như vậy nói đi, này tấm bản lễ phục sẽ chỉ cấp cho siêu một tuyến nghệ nhân, một cái lễ phục bù đắp được một căn biệt thự này loại. Tại giới thời trang bên trong, cơ hồ sở hữu hoa lệ từ ngữ trao chuốt đều có thể đắp lên đến bác này cái nhãn hiệu thượng. Đại chúng nghe nhiều nên thuộc LV hoặc là Gucci từ từ đều chỉ có thể bị Elisabath hất ra tại ở ngoài ngàn dặm. Có một kiện Elisabath, không chỉ có là tài phú biểu tượng, càng là thân phận địa vị biểu tượng. Thuận tiện phổ cập khoa học một chút, chu nhân đeo đồ trang sức là năm nay tại hương cảng Sờ mùa xuân đánh ra đắt nhất một cái 1.2 ức hồng ngọc dây chuyền. Nguyên lai like kia cái thần bí người mua liền là chu nhân a, thật quá hào đi. Vang cầu chu nhân mở xã giao tài khoản chia sẻ phú bà sinh hoạt hàng ngày đi ta nhất định thứ nhất trái hướng. Nhưng theo theo hư hư thực thực tư nhất văn dạ hội thần bí nữ lang chủ đề bị xông lên hót search lúc sau, JIBAN lần từ thiện tiệc tối phòng phát sóng trực tiếp bên trong tất cả đều là đồng loạt nhắc nhở chu nhân. Chu nhân ngươi lão công cũng sẽ thần bí nữ lang A. Chu nhân ngươi lão công vượt quá giới hạn. Chu nhân ngươi nhanh đi tróc giang. Chu nhân ngươi còn có tâm tình tại này bên trong quyên tiền không đi quảng quảng ngươi kia cái nhựa plastic lão công tâm cũng quá lớn đi hảo xấu hổ a à, không ai nhắc nhở chu nhân sao ta nếu là chu nhân ta sớm chạy lưu tại này bên trong cảm giác thật là mất mặt a à. đau lòng chu nhân cậu nam nhân đi chết thực hiển nhiên căn cứ tại tràng minh tinh biểu tình có thể thấy được đa số người cũng xem đến hovsut tin tức chỉ bất quá đại gia cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau im miệng không nói duy trì mặt ngoài thượng lễ phép. Hào môn thương nghiệp thông gia còn thật không là phàm nhân sở đều có thể tiếp nhận, rốt cuộc nhà gái muốn chịu đựng trưởng phu vượt quá giới hạn ăn vụng ví dụ đã nhiều không kể xiết. Ngành giải trí bên trong người đối với cái này sớm có nghe thấy không cảm thấy kinh ngạc, có năng lực chính cung nương nương bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho tới bây giờ không đem bên ngoài những cái đó tiểu tam đặt tại mắt bên trong. Rốt cuộc, nhà trai so với ai khác đều rõ ràng như thế nào cân nhắc lợi hại. Chơi thì chơi, nhưng căn bản không có khả năng mang về nhà đi. Này loại nhựa plastic phu thê tình, chỉ cần lẫn nhau không ngừng phá, liền có thể vẫn luôn diễn tiếp. Hoạt động kết thúc, chu nhân cũng không tính toán tại tràng minh tinh đoạt xe vị chụp ảnh, cùng một bên tân ninh chào hỏi một tiếng mới xuất hiện thân chuẩn bị rời đi. JIBANG chủ nhiệm tạp chí biên trình Hải Chi tự mình đem chu nhân đưa tới cửa, đem một đôi minh tinh lượng tại tiệc tối hiện trường. Trình Hải Chi lại lần nữa giữ lại. "Thân ái, thật không lưu lại tới làm cái phỏng vấn sao?" Chu Nhân lên xe, lười biến tựa tại mềm mại thành ghế bên trên xem thân người công lại tại xe cửa bên cạnh Trình Hải Chi, cười nói: "Ngươi hồ lô bên trong lại tại bán cái gì thuốc đâu?" Trình Hải Chi nói: "Ngươi không tại xã giao truyền thông bên trên lộ cái mặt, tối nay còn không lưu lại tới quay cái làm theo cái phỏng vấn?" ta nghĩ cọ cọ ngươi nhiệt độ đều không được. Được rồi, ngài cũng đừng cấp ta mang mũ cao. Chu nhân nói, ta lại không là cái gì minh tinh, có thế nhất lên cái gì bọc nước. Trình Hải Chi tiếp tục mời. GIBANG tạp chí 7 tháng sang trang bìa ngươi nhưng nhất định phải nể mặt tới quay chụp A. À. Chu nhân gật gật đầu. Trình Hải Chi biết lưu không được cũng liền không lại ép ở lại. Tối nay Chu nhân đã đến đã coi như là cấp đủ mặt mũi, Am hiểu chế tạo chủ đề trình hải chi lại thế nào bỏ được bỏ qua chu nhân này cái tự mang hút con ngươi thể chất nhiệt độ. Bất quá chu nhân cũng không ngốc, biết chính mình tối nay trở thành nghị luận tiêu điểm tại sở khó tránh khỏi, này cái thời điểm nàng lưu lại nữa chẳng khác nào là miễn phí đưa cho người khác làm chủ đề. Trở về khách sạn đường bên trên chu nhân tại xe bên trên ngây ngẩn một hồi. Bánh xe vòng quanh gió, ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối tia sáng theo chu nhân mặt bên trên lướt qua, phản chiếu ra một trương xương cốt hoàng mỹ cao cấp mặt. Hào môn xuất thân, lại đỉnh một trương nhân thần cộng phẫn mặt, mặc dù không là diễn nghệ vòng người, nhưng tự theo một năm trước kia tràn hào môn hôn lễ lúc sau, chu nhân liền vẫn luôn tự mang chủ đề lưu lượng. Quay bộ bên trên lúc này còn quải có quan hệ tư nhất văn hóc sớt, chu nhân điểm mở dân mạng bình luận khu. Này đó dân mạng bình luận không thể so với buổi tối hảo kia ban cái gọi là đang hồng nghệ nhân tại tiệc tối thượng quần ma loạn vũ thú vị trước đừng có gấp mắng được không không chừng chuyện còn sẽ có đảo ngược đâu muốn như thế nào đảo ngược trừ phi tư nhất văn ôm là hắn thân muội muội bất quá hắn êm đẹp đêm hôm khuya khoác ôm công chúa chính mình muội muội ta ngược lại muốn xem xem có thế như thế nào tẩy bất quá rất có thể nhân gia căn bản sẽ không phát ra tiếng rốt cuộc lại không là ngành giải trí người mặc dù biết này đôi là hào môn nhựa plastic phu thê nhưng là ta thật quá dập đầu bọn họ nhan giá trị a a a a a cậu nam nhân tức chết lão nương fiv đúc nếu là trang giấy người liền tốt fiv đúc có phải hay không mắc mù a nhà bên trong có như vậy một cái thần tiên lão bà thế mà còn đi bên ngoài ăn vụng vừa nghĩ tới tiên nữ còn muốn chịu đựng vượt quá giới hạn lão công ta liền tốt khí tư nhất văn bất lực ta có thể chịu vượt quá giới hạn thật không thể nhịn Bản Geucp phấn thật sự có chút thương tâm, hy vọng mau chóng làm sáng tỏ một cái đi. Geucp phấn siêu thoại đều sắp bị tạt. Nhưng tối nay họp sức hiển nhiên cũng làm cho Geucp phấn dao động. Cái gì đều có thể nhịn, nhưng vượt quá giới hạn thật không thể nhịn a. À. Nam nhân vượt quá giới hạn thật thật buồn nôn a a a a. Chu nhân điểm mở uy chắc tìm được Tư Nhất Văn, muốn cho hắn phát cái tin tức hỏi hắn ở đâu. Bất quá đưa vào lúc sau lại từng chữ từng chữ xóa bỏ. Nàng bình thường là đỉnh nhàn, nhưng đối với tư nhất văn tư nhân sắp xếp hành trình cũng không có hứng thú. Hoạt động sân bãi khoảng cách chu nhân ngủ lại năm sao cấp khách sạn cũng liền 20 phút đường xe. Vừa bước vào khách sạn tổng bộ chu nhân liền cảm giác không khí có chút không đúng. gian phòng bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương hoa vị, nhưng lại xen lẫn một tia không thuộc về này bên trong quen thuộc khí tức đỉnh đầu ánh đèn theo nhân thể cảm ứng phát sáng lên, chu nhân đá rơi xuống kia đôi khảm kim cương dày cao gót, trần trụi trắng muốt chân hướng phòng tắm phương hướng đi qua. Mềm mại nước Pháp lao vờ cung vào khẩu địa thảm hút đi tiếng bước chân, hoa lệ váy dài váy bày tại địa thảm bên trên hiên nổi sóng, lãng mạn dưới ánh sáng lộ ra một cổ quỷ mị không khí. Không xa nơi, là nửa mở ra xa hoa phòng tắm, rầm rầm tiếng nước chảy nương theo thông sáng thủy tinh hiện ra hình dáng. Thực hiển nhiên, có khách không mời mà đến. Chu nhân lớn mật đẩy ra cửa phòng tắm đồng thời, mờ mịt hơi nước sen lẫn nam tính hóc mon khí tức đập vào mặt. Vô cùng hậu hiện đại phong cách phòng tắm bên trong, ánh đèn càng thêm ái muội lưu luyến, làm cho người ta vô tuyến mơ màng. Một mặt cự đại mô sai tấm gương phía trước, nam nhân đứng tại vòi hoa sen hạ, dáng người cao lớn vĩ ngạn. Tỉ mỹ dòng nước thuận nam nhân đen nhánh tóc ngắn mà xuống, giống như nữ nhân mềm mại hai tay mơn trớn hắn đường cong trôi chảy hàm dưới, lại thuận đi xuống rơi xuống nhô lên hầu kết. Chu nhân lười biến tựa tại trên khung cửa, không e dè đánh giá trước mắt chính tại tắm rửa tư nhất văn, ngón tay tại rũ xuống đem nhánh lọn tóc bên trên đánh vòng vòng. Lão bà xem trượng phu tắm rửa, hợp tình hợp pháp hợp lý. Tư nhất văn giờ phút này chính bên cạnh đối chu nhân, đường công trôi chảy gò má như đau đục bình thường lập thể hắn khuôn mặt bản liền không có thế bắt bẻ, tuyệt hơn đến là có được một bộ có thể so với quốc tế mẫu nam dáng người, cơ bụng sáu múi là thấp nhất tiêu chuẩn, một đôi nghịch thiên chân dài làm người không dời mắt nổi. Chu nhân này cái người không tham lam, nhà bên trong đã có như vậy một cái bảo bối, liền lười nhắc lại tại bên ngoài dưỡng cái gì tiểu bạch kiểm. Còn nữa, nàng ăn uống đã sớm bị vỗ béo, cũng chướng mắt bên ngoài những cái đó nam nhân. Không bao lâu, vòi hoa sen bị quan bế tư nhất văn xoay người phu thê hai người liếc nhau tư nhất văn kia đôi thâm thúy lương bạc con ngươi bên trong cũng không xen lẫn quá nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt lại là thật sự lạc tại chu nhân trên người trước mắt chu nhân cùng trực tiếp ống kính thượng so ra hiển nhiên muốn trông tốt càng nhiều nàng thân phết đất lễ phục bên trên khảm nạm tế thiểm kim cương theo ánh đèn chiếc xạ một mặt lượng quan lạc tại nàng thanh tú cái cầm nơi nàng hóa tinh xảo trang dung, lãnh diễn phong cách cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, thong dài lông mi như là hồ điệp cánh tại quay đánh, không khỏi làm tư nhất văn nhiều nhìn thoáng qua. Nhựa plastic phu thê hai người thượng một lần gặp mặt còn là một tháng trước, lâm đi công tác kia ngày tư nhất văn tại chu nhân cầm bên trên cố ý lưu lại một loạt dấu răng, đau đến nàng nước mắt đều đi ra. Tự nhiên, tính toán chi ly chu nhân cũng sẽ không bỏ qua tại tư nhất văn trên người lưu lại dấu răng cơ hội một tháng trôi qua, tư nhất văn bộ ngực phía trước kia hàng dấu răng đã từ lâu thối lui dấu vết. Chu nhân ánh mắt thì theo tư nhất văn rắn chắc lồng ngực chậm rãi dời xuống động, tiếp theo hơi hơi nhướng mày. Chật chật. Cho dù đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể không thừa nhận, này cậu nam nhân còn thật là siêu cấp có liệu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 La Prairie Platinum Rehob Kem Dưỡng Da Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tư gia cùng chu gia vốn dĩ liền là thế giao, tư nhất văn cũng liền so chu nhân lớn hơn một tuổi, bọn họ hai người không tính là thanh mai trúc mã, nhưng cũng cơ hồ là nhìn đối phương cùng nhau lớn lên. Mặc dù lẫn nhau có đã lâu không gặp, nhưng cũng vô sinh sơ cảm giác. Nên nói hay không, tư nhất văn dáng người là thật tuyệt. Xem ra ra cửa tại bên ngoài một tháng thời gian bên trong, hắn cũng không thư giãn đối dáng người quản lý, nếu không cơ bụng không sẽ như vậy căng đầy. Chu nhân chiếm cứ thiên thời địa lợi, tiến lên chuẩn bị lau đem dầu, thuận tiện sờ sờ kia cơ bụng sáu muối. Bất quá người nào đó cảnh giác tính cực cao, một phát bắt được nàng cổ tay, đem lau tóc khăn mặt đắp lên nàng đầu bên trên. Còn không có xem đủ. Tư nhất văn thanh tuyến hơi trầm xuống, lại phản phất dung phòng tắm bên trong nhiệt khí, nghe được chu nhân bên tai có chút khô nóng. Quỷ hẹp hòi. Chu nhân giật xuống khăn mặt, ngửa đầu xem tư nhất văn. Ngươi như thế nào sẽ tại nơi này? Đi ngang qua. Tư nhất văn cầm khăn tắm vây quanh tại trên người, hắn thần sắc lạnh lùng. Hồng Hưng tập đoàn tính toán thu mua này nhà năm sao cấp khách sạn, bất quá ước định còn tại tiến hành bên trong, cũng không cuối cùng quyết định chu nhân không hứng lắm các ngươi hồng hưng tập đoàn như thế nào cái gì phá khách sạn đều muốn thu mua nhiều tiền thiêu đến sợ a à? tư nhất văn lạnh như băng cấp chu nhân một cái không cách nào phản bác trả lời là hảo a có tiền tùy hứng phỏng đoán cùng nàng tâm tình tốt đi mua ngay cái hôm bất túi sách làm cất giữ là một cái đạo lý đi cực lớn kính chạm đất phía trước phản chiếu phu thê hai người thân ảnh chân trần chu nhân mới đến tư nhất văn nơi bả vai. Chu nhân là người phương Nam, cái đầu không tính quá cao, cũng mới 1m63, nhưng tư nhất văn khoảng chừng 1m88. Hai người thân cao trên lệch 25cm, này khiến cho chu nhân thường xuyên yêu cầu ngẩn lên đầu xem tư nhất văn. Thuận Tư Nhất Văn nhô lên hầu kết lại nhìn thấy hắn kia Trương Kiều Diễm ướt ác môi đỏ, nhưng hắn môi sắc vẫn luôn nhìn rất đẹp, đặc biệt vừa mới tắm rửa xong, giống như một viên chờ đợi ngắt lấy no đủ trái cây. Chu nhân vô ý thức liếm liếm môi, giống như chỉ giảo hoặc hồ ly tựa như cố ý đề váy bày tại tư nhất văn trước mặt chuyển hai vòng. Ngươi có hay không có phát hiện ta hôm nay đặc biệt chói lóa mắt. Tư nhất văn biểu tình lại là nhàn nhạt. Vẫn được. Này gọi vẫn được. Không thấy được ta đem cái này lễ váy tôn lên như vậy xinh đẹp sao. Tư nhất văn phối hợp chu nhân tự luyến, gật gật đầu ân xinh đẹp vậy ngươi liền không có một cổ muốn nhào lên xúc động nói chuyện lúc chu nhân chuẩn bị tự mình làm mẫu liền tại chu nhân sắp dựa đi tới không không một giây tư nhất văn đưa tay chống đỡ nàng cái tráng là ngươi tương đối nghĩ muốn nhào lên đi chu nhân nháy mắt mấy cái không được sao tư nhất văn liếc nàng liếc mắt một cái nhẹ nhàng mỉm cười như thế nào cứ như vậy không kịp chờ đợi ý thức đến người nào đó châm chọc khiêu khích chu nhân lập tức đỏ mặt phản bác lăng ngươi ngựa không dừng vó cút cho ta ai không kịp chờ đợi a à, tự luyến cuồng tư nhất văn thần sắc nhiễm thượng càng đậm ý cười bất ngờ không kịp đề phòng mà cúi đầu ổn định chu nhân đôi môi hắn tiến quân thần tốc trực tiếp cậy mở nàng răng môi lạnh lẽo bạc hà khí tức xen lẫn thuộc về riêng mình hắn hương vị xâm lấn dết đến nàng một trở tay không kịp không có thể phủ nhận là chu nhân thực thích cùng tư nhất văn hôn hắn trên người có cổ nhàn nhạc tuyết xả hơi tức miệng bên trong cũng là mát lạnh bạc hà vị mỗi lần hôn nàng đều sẽ kìm lòng không đặng nghĩ muốn theo hắn trên người hấp thu càng nhiều hôm nay cũng không ngoại lệ lẫn nhau khí tức dần dần rối loạn tư nhất văn lại lại đột nhiên phanh lại dùng lòng bàn tay tại chu nhân bị son môi choáng mở khóe môi xoa nhẹ ngươi trước tắm rửa ta đỉnh đầu còn có một chút chuyện xử lý chu nhân hơi hơi thở hào hển đem hắn đẩy ra quay người đối mặt tấm gương ta vốn dĩ liền muốn tắm rửa là ngươi xáo trộn ta tiết tấu tư nhất văn dương lên lông mày ngữ điệu thoải mái mà ồ một tiếng mặt bên trên nhiễm một tia không phù hợp hắn tại người ngoài trước mặt chính phái khí chất nhã du côn tiếp theo quay người mở ra chân dài rời đi phòng tắm chu nhân nhịp tim còn có chút nhanh hai tay chống tại bồn rửa tay phía trước vững vàng một hồi nhi hô hấp chột dạ là nàng mới vừa rồi còn thật sự có cổ không hiểu xúc động, nghĩ muốn càng nhiều. Liền, cũng mới một cái tháng không thấy đi, nàng cái gì thời điểm trở nên như vậy đói khát. Khẳng định là tư nhất văn cố ý tắm rửa nàng. Không bao lâu, điện thoại video kết nối vang lên, là Tân Ninh phát tới liên tuyến. Tỷ muội, ngươi không sao chứ? Tân Ninh lo lắng chu nhân chịu mạng lưới bình luận ảnh hưởng. Chu nhân bình tĩnh tháo trang sức ta có thế có cái gì sự tình bởi vì biết là tư nhất văn cũng không có vượt quá giới hạn cho nên chu nhân từ đầu tới đuôi đều không để ý ngoại giới có cái gì thanh âm nàng lúc này chỉ là nhanh lên tắm rửa hảo sớm nghỉ ngơi một chút thuận tay lấy xuống harry wilson kim cương bông tai cùng nhau đem cổ bên trên này chuỗi có giá trị không nhỏ dây chuyền tùy ý đặt tại trên bồn rửa tay trên bồn rửa tay trưng bày chu nhân chính mình mang tới tháo trang sức cùng dưỡng da vật dụng nàng dùng tháo trang sức dầu tử tử tế tế tháo trang. Hôm nay trang dung thập phần tinh xảo, lông mi giả là từng cây thiếp, cao quan cùng má đỏ góc độ cũng là dày công tính toán, cả đêm hạ tới trang dung vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng chu nhân không có chút nào nửa phần lưu luyến, một giờ mới vẽ xong trang liền hai phút đồng hồ không đến gỡ trừ sạch sẽ. Tiếp tục nàng dùng nước sạch rửa sạch mặt bên trên trang dung, lại đổi dùng sữa rửa mặt lại tẩy một lần. Bởi vì da chất trời sinh hảo, chu nhân dưỡng da quá trình thập phần đơn giản, rất ít khi dùng sạch sẽ mặt nạ cùng bổ mặt nước màng, rửa mặt xong lúc sau đầu tiên là dùng mắt sương mềm nhẹ đồ bôi ở mắt tuần, sau đó lại dùng kem dưỡng da lau mặt làm bảo ẩm ướt. Điện thoại đối diện Tân Ninh đắm chìm tại chu nhân đắm chìm thức tháo trang sức dưỡng da quá trình bên trong không cách nào tự kềm chế. Thật lâu, video bên trong Tân Ninh mới lên tiếng. Bảo bối, Ngươi dùng là La Prairie Platinum Ray Rejuventi kem dưỡng da sao? Nghe được Tân Ninh thanh âm chu nhân mới nhớ lại còn tại video bên trong, nàng xem tay một bên kem dưỡng da nói. Hẳn là đi. Chu nhân đối mỹ phẩm dưỡng da không cái gì nghiên cứu, sẽ dùng cái này kem dưỡng da thuần túy là nhìn trúng ngoại hình đóng gói. Cái này kem dưỡng da ngoại hình giống như kim cương thiết diện màu tím nhạt thân bình, xa hoa cao cấp đại khí nàng này người thập phần coi trọng mắt duyên, tục xưng bề ngoài hiệp hội. Chỉ muốn trong tốt đồ vật quản hắn là dùng tốt còn là khó dùng, trước mua lại lại nói. Tân Ninh lập tức vô não tiếp nhận an lợi. Ta cái này đi trang web hạ đơn. Chu nhân ngăn cản. Ta lần trước tại châu Âu trở về thuận tiện mua đánh, hôm nào làm nhà bên trong A Di đưa qua cho ngươi mấy bình. Ô ô ô, bảo bối ngươi thật quá tốt rồi đi. Tân Ninh thuận thế gửi đi một đôi cầu vòng thí, chật chật, ta bảo bối như thế nào như vậy đẹp. Vừa rồi khoác lên tóc dài là thành thục lãnh diễm Mỹ, hiện tại gỡ xong trang lại hình như là một cái bút BA, nói thật, ngươi ngủ quan thật siêu tuyệt, ngươi hoàn toàn có thể mở cái trực tiếp A à, cái gì, cái gì lời nói đều không cần nói, trực tiếp làm phấn ti liếm bình phong liền có thể. Chu nhân cầm lấy gác tại bồn rửa tay điện thoại đối Tân Ninh nói. Này mới tách ra bao lâu, Ngươi này miệng nhỏ bên trên bôi một cân trang mật ong sao? Muốn ngọt chết ta. Bắt người tay ngắn sao? Không cùng ngươi kéo, ta muốn đi tắm rửa. Tân ninh như tên trộm cười. Tỉ muội, ta có thể xem ngươi tắm rửa sao? Chu nhân hừ hừ. Ngươi cứ nói đi. Video cúp máy, xuyên thúc thân cao lễ đính hôn phục tại trên người cả một cái buổi tối. Lúc này chu nhân chỉ nghĩ nhanh lên giải thoát tiến vào ấm áp bồn tắm lớn, làm thân thể bị ấm áp dòng nước bao vây, toàn thân đều chiếm được buông lỏng, nàng rốt cuộc hảo giống như sống lại. Ban đêm ủi bộ bên trên liên quan tới tư nhất văn cùng chu nhân này đôi nhựa plastic phu thê hót sớt vẫn như củ giá cao không hạ. Cọ nhiệt độ cũng là không ít, trong đó có một cái gọi vu dung dung thêm về chủ long cố ý phát điều ủi bộ. Nếu là ta trượng phu vượt quá giới hạn, ta khẳng định lựa chọn ly hôn. Hy vọng nữ nhân đều có thế chi lăng lên tới đi, đừng bám vào một nam nhân trên người. Đoán chừng là mua hot spot. Vu Dung Dung này đều ủy bộ phía dưới chỉ có mấy trăm điều bình luận lại đến hot spot bản thứ năm. Đồng ý Dung Dung nói. Dung Dung như vậy muộn còn chưa ngủ à? Dung Dung nói là hot bên trên sự tình sao? Hay là chúng ta Dung Dung có cốt khí, không giống có vài nữ nhân à? Dung Dung nói là hot spot bên trên dâu vợ chồng sao? Chu Nhân liếc mắt một cái nhìn ra này vì chủ Long Ý có điều chỉ cùng âm dương quái khí, nhưng cũng không tính toán đối với cái này làm ra cái gì phản kích. Thứ nhất nàng không là Minh Tinh, thứ hai nàng rõ ràng Tư Nhất Văn cũng không có vượt quá giới hạn, thứ ba nàng mới lười nhác đáp lại. Nàng ngâm mình tại bồn tắm lớn bên trong chơi điện thoại, ngược lại điểm vào Zuo CP phấn siêu thoại bên trong đi. Zuo CP siêu thoại tại CP siêu thoại bên trong xếp hạng xa xa dẫn trước phấn ti sinh động độ thập phần cao, ngắn ngủi bất quá một năm thời gian, có được vượt qua 10 v đức thiếp mời. Sở dĩ dơ OCP như thế chịu đến truy phủng, rất lớn trình độ nhất định là tư nhất văn cùng chu nhân nhan giá trị. Bọn họ là thỏa thỏa hào môn xuất thân, môn đăng hộ đối, từ đây liền làm cho tất cả mọi người đối hào môn tiểu thuyết bên trong nam nữ chính có cụ thể hình tượng. Đặc biệt càng thâm nhập hiểu rõ liền sẽ phát hiện, Tư Nhất Văn cùng Chu Nhân bối cảnh so Hào Môn tiểu thuyết càng thêm đặc sắc. Zou CP phấn, dù sao không tin Tư Nhất Văn vượt quá giới hạn, ta hiện tại lập tức lập tức tiếp tục đăng chương mới Đồng Nhân Văn. Zou vô địch quả ớt nhỏ, cấp cái kết nối, ta cũng muốn xem Đồng Nhân Văn. Lầu bên trên kết nối liền tại ta trang chủ, điểm đi vào liền có thể xem đến. Để cho tiện, ta còn tuyên bố tại Zou CP siêu thoại bên trong điểm đi vào liền có thể xem đến, cảm ơn. cái này đi truy văn. chu nhân vẫn luôn có chú ý này danh dấu vô địch quả ớt nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản, ăn dưa là nhân loại thiên tính, ăn chính mình dưa tư vị tuyệt hơn. có một ngày chu nhân trong lúc vô tình biết chính mình cùng tư nhất văn thế mà tại ủy bộ bên trên cũng có siêu thoại, liền điểm đi vào, zhou cp phấn liếc nhìn, siêu thoại phấn ti không ít, có phấn ti tại bên trong viết đồng nhân văn cũng có phấn ti biên tập một ít video dập đầu đường. Chu nhân không có việc gì thời điểm cũng sẽ nhìn xem dân mạng viết đồng nhân văn, đã phát giết thời gian. Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Chapter 11. Này một ngày, Chu nhân cố ý dùng tinh xảo viền ren mang che Tư Nhất Văn hai mắt. Tư Nhất Văn cưng chiều dung túng Chu nhân bướng bỉnh, hắn một đôi sắc bén đôi mắt bị che, lộn xộn tóc mái tùy ý tản mát tại trán bên trên, hơi hơi ngước đầu đường cong trôi chảy hàm dưới sắc bén, đôi môi đỏ hồng hơi hơi mở ra, vừa bất đắc dĩ mấp máy môi. Đại khái là viền ren vải vóc làm hắn gương mặt có điểm ngứa, hắn lung lay đầu, đóng chặt đôi môi lại lần nữa hé mở, phấn nộn đầu lưỡi như ẩn như hiện. Chu nhân cũng nhịn không được nữa, hai tay dân tư nhất văng gương mặt, dùng chính mình chóp mũi cọ cọ hắn chóp mũi, hấp thu hắn khí tức. Này xác định không là sắc tình văn sao. Bất quá, còn rất đẹp mắt ôi chao. Chu nhân Liếc nhìn bình luận khu, thế mà còn có gần 1.000 bình luận. Xác định sẽ không bị cua đồng sao. Toàn bộ hành trình thay vào tư nhất văn cùng chu nhân mạch, hảo tuyệt. Lầu bên trên, ta hiện tại xem hào môn tiểu thuyết cũng đều là thay vào tư nhất văn cùng chu nhân mạch, liền thật không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ngọc ra bệnh tiểu đường ta thao. Hai người bọn họ tại hiện thực bên trong nếu là này dạng ngọc liền thật tuyệt, hào môn nhựa plastic vợ chồng vĩnh viễn thần chỉ cần các ngươi không ly hôn, ta liền có thể vẫn luôn dập đầu. Nhựa plastic liền nhựa plastic đi, chỉ có thể chính mình tạo điểm đường ăn, ai bảo nhan giá trị như vậy tuyệt đâu, chu nhân tựa tại rộng 2 mét bồn tắm lớn bên trong, phủng điện thoại say sưa ngon lành mà nhìn chính mình cùng tư nhất văn đồng nhân văn. Trên thực tế, nàng tại xem văn thời điểm cũng thay vào tư nhất văn mặt. Bất quá có một chút đảo là thực khó có thể tưởng tượng, giống như tư nhất văn này loại trời sinh không hiểu tình người thú vị nếu là bị viền ren mang che mắt tùy ý nàng bài bố sẽ là như thế nào một phen tình hình hì hì nếu như có thể mà nói nàng không để ý lại trói chặt tư nhất văn hai tay chính nghĩ ngợi tới cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra chu nhân một người có tật giật mình chỉ nghe bịch một tiếng điện thoại rơi vào bồn tắm lớn bên trong bồn tắm lớn bên trong một đôi màu trắng bọt biển bao trùm tại mặt nước bên trên điện thoại lạc đi vào sau nháy mắt bên trong biến mất không còn tâm tích. Chu nhân đưa tay đi nhặt, nhưng tay tại nước bên trong sờ tới sờ lui, tìm nửa ngày không tìm được. Tư nhất văn đi tới, cánh tay dài hướng nước bên trong chụp tới, chuẩn xác tìm được bồn tắm lớn bên trong điện thoại. Chu nhân vội vàng nghĩ đến cướp đoạt, rốt cuộc vẫn là để tư nhất văn xem đến màn hình bên trên nội dung. Người nào đó đọc nhanh như gió, sau khi xem xong thần sắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa vi diệu một cái tháng không thấy mà thôi, như vậy đói khác. Ti tiên sinh phát ra linh hồn tra hỏi. Không có. Mới không có. Tuyệt đối không có. Chu nhân là nghĩ giải thích, bất quá tư nhất văn cũng không có cấp nàng cơ hội giải thích. Hắn hôn trước sau như một bá đạo, cùng hắn bề ngoài lạnh lẽo hình thành mãnh liệt tương phản, thường thường cũng có thể nhanh chóng làm chu nhân say mê trong đó. Bồn tắm lớn bên trong đã dung nạp hai cái người, mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng tư nhất văn bàn tay dáng tại chu nhân cổ bên trên ái muội khí tức không ngừng tới gần muốn tại bồn tắm lớn bên trong còn là đi giường bên trên chu nhân bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng như là một chỉ chết đuối nai con đầy mặt mông lung mà nhìn tư nhất văn phấn môi khẽ nhất hắn xem nói không ra lời nàng cười dùng lòng bàn tay vuốt vuốt nàng gương mặt tiếp theo cúi đầu làm sâu sắc vừa rồi nụ hôn kia cuối cùng còn là tư nhất văn thay chu nhân làm quyết định ông nàng theo bồn tắm lớn bên trong lên tới chuyển dời chiến trường kết thúc lúc đã gần như rạng sáng chu nhân mệt mỏi ghé tại giường bên trên cả ngón tay đều chẳng muốn động đậy nhưng bụng lại đói đến cô cô rung động mặc dù tối nay nàng tham gia là tiệc tối nhưng cũng không có ăn cái gì đồ vật cũng may tư nhất văn coi như có điểm lương tâm bắt điện thoại làm khách quản lý bất động sản nhà đưa điểm ăn lại đây Chu nhân lắng tai nghe hắn báo ra đồ ăn tên đều là nàng yêu thích, cuối cùng nhắc nhở tư nhất văn. Thuận tiện đưa một phần tráng dương bổ thận roi trâu tới đi. Tư nhất văn hiếp hiếp mắt. Chu nhân một mặt quan tâm. Lão công, ta sợ ngươi này thể lực không chịu đựng nổi. Cám ơn quan tâm. Tư nhất văn cuối người tại chu nhân bên tai nhắc nhở, thanh tuyến trầm thấp. Bất quá ngươi tự hồ đối với ngươi lão công thể lực nhận biết có sở hiểu lầm bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Bung Hi Roi Trâu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Roi Trâu, lại gọi Bung Hi Phiếp, giàu có hùng kích thích tố, protein, mỡ, có thể bổ thận đỡ dương. Nguồn gốc từ Baidu Bách Khoa Thực đáng tiếc, cao cấp 5 sao cấp khách sạn cũng không có Roi Trâu, bất quá tư nhân quản gia thập phần tri kỷ đưa thượng một bình nồng chén thuốc thiện. Tinh xảo đỉnh cấp long tuyền chén sứ men xanh bên trong phao nấu hảo mấy cái giờ trùng thảo, con ba ba, đương quy, cẩu kỷ. Tất cả đều là tráng dương bổ thận. Chu nhân cố nén cười, tráng chống đỡ khởi bụng rũng thân thể cố ý múc một muỗng nhỏ nước canh đúc tới tư nhất văn bên môi. Đừng lãng phí, nên biết mâm bên trong đồ ăn, viên viên đều vất vả. Tư Nhất Văn thật không có nhăn nhó, thoải mái uống xong Chu Nhân uy lại đây dược thiện. Ngay từ đầu Chu Nhân còn đắc chí cảm thấy Trêu Cực Tư Nhất Văn thú vị, nàng uy một khẩu, hắn uống một ngụm, hai người trừ tại giường bên trên thế nhưng cũng có phối hợp đến như thế không chê vào đâu được thời điểm. Nhưng rất nhanh, Chu Nhân phát hiện chính mình đây là tại nhóm lửa thượng thân. Một chén đại bổ canh uống xong, Tư Nhất Văn mới yếu ớt hỏi Chu Nhân. Lao nước hoa chu nhân nghi hoặc. Không a, à, ta vừa mới tắm rửa, lau cái gì nước hoa. Tư nhất văn nhướng mày, thần sắc thật là có loại nhị thế tổ bàn lười biếng Vậy làm sao có cổ sữa vị? Đại khái là ngươi lão bà quá có mị lực, toàn thân trên dưới đều tản ra hương hương điềm điềm khí tức. Tư nhất văn cười khẽ. Có đạo lý. Hắn lại gần, nóng hổi bờ môi dán tại chu nhân cổ chỗ, hơi thở phun ra ra tới nhiệt khí đánh nàng cả người nổi da gà lên. Chu nhân bị dừng lại tự như, không nhúc nhích. Tư nhất văn khí tức nặng nề. Ở nước ngoài đợi như vậy lâu, ngươi còn biết, mẫn nông, này bài thơ. Cái gì ý tứ? Ngươi là cảm thấy ta liền nhà trẻ cũng không bằng phải không? Chu nhân quệt mồm hừ nhẹ, biểu đạt bất mãn. Nàng đích xác là tại Mỹ quốc xuất sinh, tiểu học phía trước cơ hồ đều là tại Mỹ quốc sinh hoạt, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về một chuyến, đã từng một lần liền tiếng mẹ đẻ bên trong văn đều nói không lưu loát. Sau tới chu gia ý thức đến này dạng sẽ làm cho chu nhân quên gốc, mới mang nàng về nước tiếp nhận giáo dục. Chu nhân là sơ trung mới về nước bên trong, mãi cho đến tốt nghiệp trung học lại về đến Mỹ quốc thượng đại học. Tư nhất văn một phen kéo qua chu nhân bờ eo thon, làm nàng ngồi tại hắn ngực bên trong. Ngươi thật biết phát tán tư duy chu nhân biết đại sự không dịu tưởng muốn chạy trốn đã tới không kịp tư nhất văn cánh tay dài siết chặt lấy giữ lấy nàng làm nàng không thể động đậy một cái lâu dài rèn luyện đại nam nhân là chu nhân này loại tay trói gà không chặt đại tiểu thư không thể làm gì chu nhân giống như chỉ không xương sống con tôm nhỏ tại tư nhất văn tay bên trong không có chút nào lực phản kích tư nhất văn ấn lại nàng eo hỏi biết gặt lúa nhật giữa trưa là cái gì ý tứ a Chu nhân đỏ mặt không có trả lời, nàng không phải không nghe được người nào đó cố ý đem nhật này cái chữ cắn đến cực nặng. Nói cách khác, hắn hỏi không là kiến thức trong sách, mà là vượt qua sách vở bên ngoài, vô luận nàng như thế nào trả lời đều là sai. Chậm chạp đợi không được trả lời, tư nhất văn dứt khoát đem chu nhân ôm lấy, trực tiếp đi về phòng ngủ đi, tính toán tự thể nghiệm giáo nàng đáp án. Chu nhân cầu xin tha thứ. Tư nhất văn, nghe qua một câu nói sao? không có cày hư, chỉ có mệt chết ngưu. Yên tâm, không là vừa mới bị ngươi uy hạ một chén dược thiện. Tư nhất văn quen tay hay việc lay nàng vừa mới mới thật không dễ dàng mới bộ thượng áo choàng tắm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chu nhân giống như vẫn luôn đợi làm thịt cừu non, tùy ý hắn bài bố. Này một đêm đến tột cùng là mấy điểm ngủ chu nhân đã không có ấn tượng, chỉ biết là chân trời đã trắng bệt, nàng trên người này đầu ngưu mới dừng lại cày cấy. Chu nhân kêu khóc đến cuốn họng đều câm, toàn thân như là bị dùng sức nghiền ép lên, phát thề năm nay đều không cần lại thực hiện phu thê nghĩa vụ. Nửa mê nửa tỉnh chi gian, chu nhân còn lẩm bẩm nhã rảnh. Tư nhất văn, ngươi là người sao ngươi, ta thật mệt chết. Tư nhất văn một tay bám lấy ngạch nằm nghiêng tại giường bên trên xem ngực bên trong người, cười trả lời. Ân, tối nay xác thực là một hồi cầm thú. Cũng không biết chu nhân có hay không nghe đến tư nhất văn trả lời, tóm lại nàng đã mệt mỏi vô lực phản bác. Yên tử sắc ga giường vỏ chăn hỗn loạn nếp uống, có mấy bãi ý vị không rõ màu đậm dấu vết lạc tại này bên trong. Chu nhân cuộn tròn thân thể, tuyết trắng chân ôm lấy bị đơn. Rất nhỏ một cái người, giống như chỉ tiểu thỏ tử tựa như, phản phất nhẹ nhàng nhất lên liền có thể bị người cầm lên tới. Như vậy nhiều năm, tư thế ngủ vẫn như cũ thực bá đạo, cũng không sẽ bận tâm bên cạnh, một cái giường chính mình chiếm hơn phân nữa xem nàng ngủ say sưa hắn thế nhưng hào không buồn ngủ này chuyến về nước tư nhất văn tại máy bay bên trên nghỉ ngơi mấy cái giờ lúc này còn có chút lúc sai ngực bên trong chu nhân đại khái là ngại nhiệt chân dài đá rơi xuống chính mình trên người bị đơn vô ý thức nghĩ muốn theo tư nhất văn ngực bên trong tránh thoát đi ra ngoài nàng xuyên tơ tầm đai đeo váy ngủ váy bãi trượt đến bẹn đùi trần trụi tại bên ngoài da bên trên che kính tinh hồng dấu hôn Tư nhất văn cười vỗ vỗ nàng chân, thấp giọng cưng chiều cảnh cáo. Ngủ một giấc cũng như vậy không thành thật. Ngực bên trong tiểu gia hỏa phản phất thật bị hù dọa tựa như, không nhúc nhích ngoan ngoãn dáng hắn. Đặt tại tủ đầu giường bên trên màn hình điện thoại di động hơi sáng khởi, có uy chắc mới tin tức nhắc nhở. Kỳ thật mấy giờ trước tư vũ liền cấp tư nhất văn phát liên tiếp tin tức lại đây, chỉ bất quá hắn vội vàng phu thê hai người hợp thể không rảnh xem. Tháng trước tư vũ thất tình tại quán ba mua say, không khéo đụng tới bàn tay heo ăn mặn. Nàng này người từ nhỏ am hiểu sâu liền biết tìm lão ca tư nhất văn bãi bình, gặp chuyện tình thế cấp bách chi hạ cấp tư nhất văn gọi điện thoại, khóc sức mướt cầu cứu. Không bao lâu tư nhất văn liền mặt âm trầm đến quán ba, không chỉ có hỗ trợ thu thập bàn tay heo ăn mặn, tiện thể cũng hung hăng giáo huấn một phen tư vũ. Tư vũ tại nhà tính là không ai dám trêu chọc đại tiểu thư, Cha mẹ đối nàng yêu chiều trình độ không phải bình thường, cũng chỉ có Tư Nhất Văn này cái làm ca sẽ quản giáo. Nhưng đối mặt Tư Nhất Văn giáo huấn Tư Vũ cho tới bây giờ cũng đều là ôm không có nghe hay không con rùa niệm kinh thái độ, vốn dĩ nàng cũng uống đến say khước, dứt khoát giả say không dậy nổi. Không có cách nào, Tư Nhất Văn làm vì thân ca ca chỉ có thể đem muội muội tháng đến xe bên trên đi đưa về nhà. Cái này sự tình đã đi qua chỉnh chỉnh hơn nửa tháng không nghĩ tới hôm nay thế mà bị rơi ra lưới. Truyền thông bổ sung một tổ ái muội không rõ ràng ảnh chụp, tăng thêm gửi bản thảo đi ngôn ngữ ý có điều chỉ, chợt mắt vừa thấy hảo giống như tư nhất văn thật vượt quá giới hạn. Tư vũ năm dê mạng bên trên trùng lãng tuyển thủ, đương nhiên cũng là ngay lập tức xem đến hot search, vội vàng bẩm báo lão ca tư nhất văn, hy vọng hắn chạy nhanh làm sáng tỏ, để tránh mặt trái tin tức ảnh hưởng phu thê cảm tình. Tư vũ Ca, ngươi thượng hót sớt. Tư vũ. Ca, ngươi nhanh cùng tẩu tử giải thích ngươi không có vượt quá giới hạn A, tư vũ. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta không nên đi uống rượu mua say ô ô ô, tư vũ. Làm sao bây giờ? Là ta đi làm sáng tỏ còn là ngươi kia bên quan hệ xã hội A, tư vũ. Ca, cấp câu nói A, tư vũ. Người đâu? Tiện thể còn phát tới một đôi dân mạng nhắn lại Strangset Show. Nam nhân vượt quá giới hạn thật buồn nôn, đến bây giờ còn không phát ra tiếng, là ngầm thừa nhận vượt quá giới hạn sự tình đi. Hào môn nhựa plastic vợ chồng đương nhiên là các chơi các lạc, Zeus vợ chồng, nhưng thật là một cái buồn cười quần thể, mở mang hiểu biết, còn thật sự có người tại dập đầu này đôi phu thê CPA. Ngạch, hào môn có nhiều loạn các ngươi cũng không phải không biết, ngồi đợi này đôi nhựa plastic vợ chồng ly hôn, lầu bên trên, ly hôn ngươi cũng đừng nghĩ. Hào môn chi gian liên lụy lợi ích chi đại, ngươi là không hiểu. Tư nhất văn cùng chu nhân không là minh tinh, cho nên không có duy phấn, này cái thời điểm CP phấn phát ra tiếng phản mà bị người đuổi theo trào phúng, cho nên bình luận tất cả đều là một nước xem náo nhiệt, cũng không có người thống bình. Bất quá cái này sự tình lên men tốc độ nhanh chóng là sở hữu người không kịp chuẩn bị, sau lưng phản phất có một bàn tay vô hình tại trợ giúp. Tư nhất văn tối nay 9 giờ mới vừa vặn rơi xuống đất A thành phố, cũng liền so chu nhân sớm một bước đến khách sạn. Nguyên bản chuyến bay có thể thẳng tới hắn sở cư trú thành thị B thành phố, nhưng hắn đặc biệt vây quanh A thành phố, đơn giản là chu nhân tối nay tại này bên trong tham gia hoạt động. Đối với mạng lưới bên trên gió tanh mưa máu trợ lý ngay lập tức báo cho cũng cho quan hệ xã hội biện pháp, không ngờ tư nhất văn lại không hoảng không loạn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Để đạn tại không trung lại bay một hồi nhi xem ngực bên trong nhíu mày ngủ được không quá an ổn chu nhân, tư nhất văn nhất thời chi gian có chút không rõ nàng thái độ. Đổi thành là người bình thường, đối mặt trượng phu vượt quá giới hạn này loại sự tình tất nhiên ngay lập tức dò hỏi, nhưng cả đêm đi qua, chu nhân lại không nói tới một chữ, thậm chí còn có thể làm làm vô sự phát sinh cùng hắn cá nước thân mật. Tư nhất văn đưa tay bấm một cái chu nhân gương mặt, đứng dậy xuống giường cấp trợ lý gọi điện thoại. Thời cơ chín mùi, tương quan nội dung liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Hắn cũng muốn biết, còn có nào bộ rễ không có bị diệt trừ sạch sẽ. Kỳ thật trạng sáng một lúc thời điểm, Uầy bộ hồng nhân tư vũ liền công khai tại Uầy bộ làm ra làm sáng tỏ. Tả hữu đợi không được lão ca tư nhất văn tin tức hồi phục, tư vũ chỉ có thể tự tác chủ trương trước đi bác bỏ tin đồn. Tư vũ Chết cười, ta thân ca đưa ta về nhà cũng sẽ bị hư hư thực thực vượt quá giới hạn ta cũng thật phục, sự tình là này dạng, ta kia ngày tâm tình không tốt tại quán ba uống rượu, vận khí không tốt đụng tới mấy cái bàn tay heo ăn mặn, vừa vặn ta ca tại gần đây liền cấp ta tiếp về nhà. Lúc ấy ta đi đường khí lực đều không có, hắn thuận tay liền cấp ta cầm lên tới nhét vào xe bên trong. Sự tình liền là như vậy một cái sự tình, cùng một cái sổ hộ khẩu bên trên quan hệ, phiền phức cẩu tử muốn bắt mánh lới cũng làm rõ ràng tình huống được không? hoặc là các ngươi liền là cố ý nghĩ muốn tạo ra một ít hắc liêu đen ta ca. Ảnh hưởng ta ngược lại là không quan trọng, nếu là có người muốn nhân cơ hội làm rối phá hư ta đại ca đại tẩu cảm tình, khi chỉ sợ là đánh sai tính toán. Phụ thượng luật sư văn kiện, ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bất quá gần đây tựa như đỉnh lưu hành báo cảnh sát. Có bắt buộc ta cũng sẽ báo cảnh sát. Tư vũ làm vì nhất danh mạng lưới hồng nhân, các đại bình đài phấn ti số lượng thêm lên tới cũng gần ngàn vạn. Tùy tiện thỉnh nhất ba thủy quân hạ tràng khống bình, rất nhanh cái này sự tình liền phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Thông lưới thông, nguyên lai tư nhất văn có muội muội. Xin nhờ lần sau thù giàu hắc phấn muốn bắt đầu đen thời điểm làm rõ ràng được không? Mỉm cười. Ta vừa rồi không làm rõ ràng tình huống liền mắng tư nhất văn, ta có tội. Hắc phấn đại khái muốn tức chết đi ngươi cho rằng hào môn bẩn, nhưng người ta liền là thanh thanh bạch bạch A. Bản dơ UCP vấn tại này. Hảo thống khoái A, quả thực ba ba đánh mặt đám người. Siêu cùng di cấp ta khóa kính đi. Hai người các ngươi nhất định phải cấp ta trăm năm hảo hợp. A A A A A A, ta liền biết sự tình sẽ có đảo ngược. Tuyệt, hảo giống như tại xem đánh mặt sản văn A, quá thoải mái. Lầu bên trên, các ngươi đều không ngủ sao. 3 giờ sáng, Tư Vũ lại chưa từ bỏ ý định lại cho Tư Nhất Văn phát cái tin, không ngờ tới Tư Nhất Văn thế mà hồi phục tin tức. Tư Vũ một mặt không dám tin tưởng mà dây hồi. Là ta mắc mù sao? 3 giờ sáng, là ta thân đại ca cấp ta trở về tin tức sao? Tư Nhất Văn lại hồi phục một cái dấu chấm tròn. Tư Vũ Ta nói lão ca, như vậy đại hồng hưng tập đoàn đều không có cái bộ phận PR sao? Ngươi tại họp sớt bên trên chỉnh chỉnh treo ba cái giờ ôi chao, thật là vội chết ta. Tư Vũ, bằng không ngươi liền mời ta làm ngươi nguy cơ quan hệ xã hội đi. Ta nhưng cầm tay. Tư Vũ, còn có, ta cấp ngươi phát tin tức ngươi vì cái gì vẫn luôn không hồi phục ta a, à. Tư Vũ. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Tư Nhất Văn khó được đối Tư Vũ nhiều hồi phục mấy chữ. Cùng ngươi đại tẩu tại cùng nhau điện thoại yên lặng tư vũ một mặt không có hảo ý cười jpg tư vũ ta hiểu ta hiểu ha 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 tư vũ đúng rồi ca có quan hệ yêu đương tiến hành lúc Tiếp mục kế hoạch thư đã phát cho công ty nửa tháng có thể hay không cấp thống khoái lời nói a à, ta hướng hạng một bộ chạy hảo mấy chuyến một đám xem đến ta liền tránh vội chết ta Rốt cuộc là thông qua còn là không thông qua a? À, Kiều đương tiến hành lúc là tư vũ trù hoạch thứ nhất đương game show, cũng coi là nàng đối với chính mình chuyển hình chế tác người thân phận một lần thử nghiệm. Nhưng Hồng Hưng Giải Trí Công ty cũng không phải là tư đại tiểu thư ruộng thí nghiệm, tương quan quá trình đều trong suốt lại công chính. Nhất đương tiếp mục theo trù hoạch phương án đến trả giá thành công, này trung gian phải đi qua các phương ước định. Lúc sau còn có một hệ liệt họp thảo luận điều chỉnh, toàn bộ quy trình hạ dài thì một năm, ngắn thì thời gian mấy tháng. Không bao lâu, tư nhất văn chậm rãi trở về tư vũ hai cái chữ. Thông qua. Tư vũ. Thật sao? Tư vũ. Yêu đương tiến hành lúc tiếp một trù hoạch thật thông qua sao? Tư vũ. Khi đại tẩu nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tham gia này cái yêu đương tống nghệ sao? Tư vũ. Ngươi có thể hiện tại giúp ta hỏi nàng một chút sao? Tư Nhất Văn Nàng mới vừa ngủ Tư Vũ Đừng Tư Vũ liếc nhìn thời gian Tha thứ ta nói thẳng Đại tẩu này tiểu thân thể trải qua được ngươi dày vào một đêm thượng Tư Nhất Văn Ngứa da Tư Vũ Một mặt nhu thuận Di Tư Vũ Ngủ ngon Di không bao lâu có quan hệ tư nhất văn dạ hội thần bí nữ lang chủ đề trực tiếp tại ủy bộ bên trên biến mất, liên quan vạch trần tài khoản ngành giải trí ăn dưa tiểu thanh niên cũng bị tạc hào. Tương quan sự tình phát sinh đến kết thúc bất quá hơn 6 giờ, mạng lưới bên trên cũng tìm không được nữa bất luận cái gì tương quan dấu vết để lại. Mà xem như đương sự người chi nhất chu nhân, lúc này đang ngủ say, giờ UCP siêu thoại bên trong lại tại cùng hoang. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Kapana Kemli Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai ngược lại là chu nhân trước tỉnh. gian phòng bên trong quan thật dày màn cửa, không phân rõ chiều nay hà tịch, kim đồng hồ đã chuyển tới buổi sáng 11 giờ. Buổi tối hôm qua nửa đêm hạ một trận mưa lớn, lúc ấy chu nhân bị tư nhất văn ôm cùng nhau tại cửa sổ sát đất phía trước thưởng một lát mưa, bị ép xem nước mưa đánh vào thủy tinh bên trên hình thành từng đạo màng nước, nàng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ hy vọng phía sau hắn nhanh lên kết thúc. Giờ phút này tư nhất văn một cánh tay vững vàng giam cầm chu nhân, hai da người kề sát địa phương là một tầng mồ hôi. Chu nhân nghiêng đầu liếc nhìn tư nhất văn, gần trong gan tất nam nhân, lông mi thon dài nồng đậm, da bên trên cơ hồ tìm không thấy một cái lỗ chân lông. Tư nhất văn đẹp mắt là chu nhân tại học sinh thời đại liền biết, Hắn ngũ quan cơ hồ tất cả đều sinh trưởng tại nàng thẩm mỹ điểm thượng, cho nên một năm trước Tư gia đưa ra thông gia sự tình, Chu Nhân không có cân nhắc bao lâu liền đáp ứng xuống. Gia thế bối cảnh cái gì vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu là nàng quá ăn hắn mặt. Môn đăng hộ đối cái này sự tình Chu Nhân thuở nhỏ liền biết được, nàng mới sẽ không già mồm đến một hai phải truy cầu cái gì chân ái, chân ái chỗ nào dễ tìm như vậy, tìm cái vừa ý duyên cũng rất không tệ a. À lúc này chu nhân thực sự khát nước muốn đi xuống giường tìm nước uống không nghĩ nàng vừa mới vật lộn một phen ngược lại bị tư nhất văn cố càng chặt hơn đừng động buồn ngủ tư nhất văn nói chuyện lúc còn là nhắm chặt hai mắt chu nhân kháng nghị tư nhất văn ta khát nước tư nhất văn thanh tuyến lạnh trầm mang nồng đậm khốn tâm chịu đựng chu nhân cái gì người a à? Tối hôm qua còn một khẩu một cái bảo bối lão bà quái đảng mở chân, một buổi sáng sớm liền nhổ vô tình. Chu nhân tức muốn học máu, dứt khoát tại ổ chăn bên trong dùng tay đẩy hắn dùng chân đạp hắn. Ngươi là cái gì chủng loại rùa đen vương bát đảng? Dám như thế chậm trễ bản tiên nữ. Ta khát nước, ta muốn uống nước. Ngươi đi cấp ta đổ nước uống. Bị đánh thức là tại sở khó tránh khỏi. Tư nhất văn mở mắt ra, một đôi trong suốt đôi mắt nhìn chu nhân, thở dài nói. Tiểu tiên nữ, các ngươi. Hắn đứng dậy xuống giường, ra ngoài đầu cầm bình nước khoáng đi vào, đảo vẫn không quên giúp nàng vặn ra. Chu nhân uống nước công phu, tư nhất văn đã xoay người đi phòng tắm tắm rửa. Nàng tối hôm qua ngủ được quá trễ, đến mức lúc này đều có điểm hoa mắt ván đầu. Đau đầu coi như, thân thể cũng là đau buốt nhất đến không được, này loại cảm giác thực sự không mỹ hảo. Chu nhân đến nay còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tại tân hôn chi dạ bị tư nhất văn cướp đi lúc đau đến chết đi sống lại, làm hại nàng ba ngày cũng không dám xuống giường. Sau đó có chỉnh chỉnh nửa tháng thời gian nàng liền bính đều không cho tư nhất văn chạm vào một chút, không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là sau tới có một ngày đi, nàng bị tư nhất văn mê hoặc sau ý loạn tình mê, bỗng nhiên lại hiểu được trong đó mỹ diệu tư vị. Uống tiểu nửa bình nước, Chu nhân chuẩn bị đem chai nước đặt tại tủ đầu giường bên trên lúc, ngoài ý muốn xem đến mặt bên trên có không ít văn kiện hợp đồng. Tư nhất văn tại nàng trước mặt tự hồ không có cái gì bí mật tựa như, văn kiện cơ mật hợp đồng cũng thường xuyên đều là tùy ý bày biện tại nàng trước mặt. Có một lần chu nhân cầm lấy kia phần cơ mật hợp đồng liếc nhìn, treo chọc hỏi hắn chẳng lẽ không sợ nàng đi đối nhà tiết lộ hợp đồng. Tư nhất văn phản lại đây đem nàng một quân. Ta nhận biết chu nhân tổng không đến mức như vậy không đầu óc, ngươi nên biết nói, chúng ta hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Chu nhân tức muốn học máu. Ngươi nói ai là châu chấu? Có thể hay không dùng hình dung từ a, ta tốt xấu cũng là phượng hoàng có được hay không? Một năm trước Tư Nhất Văn cùng chu nhân hỷ kết liền cành là sở hữu người đều ý tưởng không đến, nhưng lại tại tình lý bên trong. Tư gia cùng chu gia mới thật sự là môn đăng hộ đối này đoạn thông gia cũng làm cho người tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Tư nhất văn làm vì tư gia nhất bị đến coi trọng hài tử, năng lực cùng cổ tay đều không phải bình thường. Chỉ bất quá bởi vì trẻ tuổi, tồn tại quá nhiều không chừng nhân tố, cũng bị chịu tranh luận. Có tiểu đạo tin tức xưng, tư nhất văn vội vã cùng chu nhân kết hôn cũng là vì có thể có được tư gia trên dưới tín nhiệm, này đoạn hôn nhân cũng không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở nhưng là tư gia cùng chu gia thông gia, lại làm tư nhất văn có càng cường đại hậu thuẫn. Quả nhiên, hôm sau tháng thứ nhất, tư nhất văn liền được bổ nhiệm làm hồng hưng tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc, cũng coi là biến tướng chứng thực trên phố nghe đồn. Lúc đó hắn mới bất quá 27 tuổi, nhưng tư gia gia tộc hệ thống khổng lồ, trên trên dưới dưới đều tại mắt nhìn chầm chầm tư nhất văn, khi đó hắn vị trí ngồi cũng không chắc chắn. Hiện giờ đi qua một năm thời gian, Tư Nhất Văn không chỉ muốn nổi bật thành tích đưa trước một phần làm sở hữu cổ đông hài lòng bài thi, cũng cùng nhau thanh trừ bên cạnh dị tâm, chính thức tại Hồng Hưng tập đoàn đánh xuống chính mình căng cơ. Chu nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như biết Tư Nhất Văn trên người áp lực, không giống nàng, mỗi ngày chỉ cần phụ trách vui chơi giải trí chơi đùa mỹ mỹ đát. Nàng ngược lại là vô câu vô thúc, thở nhỏ liền là Chu gia lòng bàn tay bên trên Minh Châu, cha mẹ trưởng bối đối nàng yêu chiều trình độ có thể xưng nhất tuyệt chịu ngăn trở đứng không dậy nổi dứt khoát tại chỗ nằm ngửa kết hôn gần một năm ngược lại là người khác thường xuyên hữu ý vô ý nhắc nhở chu nhân nàng cùng tư nhất văn chi gian cảm tình rốt cuộc tính cái gì tựa như tối hôm qua này loại sự tình nàng không hỏi tư nhất văn tư nhất văn cũng không sẽ chủ động giải thích ngược lại là tư vũ cấp chu nhân phát không ít tin tức tối hôm qua rạng sáng một chút tư vũ liên tiếp cấp chu nhân phát hảo mấy cái giọng nói chỉ bất quá chu nhân hiện tại mới nghe được. Tư vũ, đại tẩu, là ta. Ngươi ngây thơ thiện lương đáng yêu muội muội tư vũ. Tư vũ bất chấp tất cả đầu tiên là một trận giải thích. Đại tẩu, ta xem đến đại ca thượng hót sớt. Ta muốn trịnh trọng cùng ngài giải thích. Ta ca, tư nhất văn tiên sinh, ngươi trượng phu, hắn không có vượt quá giới hạn. Hắn ông kia cái nữ hài tử là ta a a a, sự tình là này dạng, liền là liền là, ta nửa tháng trước thất tình tại quán ba uống say, còn kém chút gặp được người xấu, là đại ca đem ta theo hố lửa bên trong cứu ra. Đại tẩu! Ngươi phải tin tưởng ta đại ca. Ta lập tức liền đem theo dõi điều ra tới cho ngươi xem. Ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy hiểu lầm ta ca a. À. Ta đảm đương không nổi phá hư các ngươi phu thê cảm tình cùng hôn nhân này cái trách nhiệm a o o o Tư Vũ. Đại tẩu, ta lập tức liền lên ủy bộ làm ra làm sáng tỏ. Thuận tiện cũng đem theo khách sạn bên trong điều ra tới màn hình giám sát cũng truyền đến mạng bên trên đi a, đều là này đám ký giả truyền thông sai, vì nhiệt độ cùng lưu lượng, không làm rõ ràng liền loạn phát. Ta chuẩn bị còn phát luật sư văn kiện, nhất định sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Tư Vũ Tư Nhất Văn tại một cái sổ hộ khẩu bên trên thân sinh huynh muội. Này huynh muội hai cái người nếu không là có được đồng dạng huyết thống quan hệ, Chu Nhân còn thật hoài nghi Tư Nhất Văn có phải hay không nhặt được. Tư Vũ Thiên tính hoạt bát, cả ngày kỹ kỹ tra tra cái không ngừng, có nàng tại địa phương vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ tẻ ngắt. Đem so mà nói, Tư Nhất Văn thì như là cái không có chút nào cảm tình khối băng, làm hắn nói nhiều một câu đều cùng mệt mỏi hắn tựa như. Kỳ thật không cần Tư Vũ nói, Chu Nhân cũng tại xem đến ảnh chụp bên trong Nữ Hài Tử lúc liếc mắt một cái liền nhận ra mặt bên trên người là Tư Vũ, quá tốt phân biệt. Thứ nhất, Tư Vũ trên người xuyên kia bộ Lolita phong cách quần áo còn là nàng Chu Nhân đưa. Thứ hai, Tư Nhất Văn phẩm vị còn không có như vậy ấu sĩ. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, có một tấm hình bên trên Tư Vũ cả trương gò má đều lộ ra chu nhân còn không có ngủ đến liền tư vũ đều nhận không ra. Cũng liền ngủ cái giác công phu, lúc này mạng lưới hơn mấy hồ đã tìm không thấy tối hôm qua có quan hệ tư nhất văn hư hư thực thực vượt quá giới hạn tương quan chủ đề. chu nhân không cần đoán đều biết, khẳng định là tư nhất văn động tay chân. Nhưng chu nhân trong lòng lại không hiểu ra sao thực không thoải mái, mấu chốt là nàng chính mình cũng không biết nơi nào không thoải mái. Sách Như thế nào hồi sự? nàng như thế nào như vậy kỹ kỹ oai oai kỳ quái. Thời tiết mát mẻ, khó được tư nhất văn nói chính mình này mấy ngày có rảnh, thế nhưng mời chu nhân cùng nhau bên ngoài ra du ngoạn. Chu nhân không thể nói thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Hai người kết hôn như vậy dài thời gian, tư nhất văn ngay cả tuần trăng mật thời gian đều tập trung tinh thần nhào vào công tác thượng, đây cơ hồ là hắn lần thứ nhất nói có thể buông xuống công tác chơi thượng hai ngày. Chu nhân càng nghĩ càng thấy đến sự tình ra có yêu, liên hệ khởi chuyện tối ngày hôm qua, nàng chuẩn bị mượn đề tài đại tố văn chương. Tư nhất văn, ngươi ăn ngay nói thật, có phải hay không thật phản bội ta? Chính chậm rãi ăn bò bít tết tư nhất văn nhất đốn, nhíu mày xem chu nhân. Ở nhà nghỉ ngơi trang phục làm hắn nhìn lên tới ít chức tràng tinh anh bộ dáng, nhưng bởi vì lập thể mi cốt cùng sóng mũi cao, lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nhã du côn chu nhân buông xuống tay bên trên dao nĩa hai tay ôm ngực hất cầm lên trước nói hảo ngươi nếu là tại bên ngoài làm bên ngoài ngộ vượt quá giới hạn ta chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản bỏ qua ngươi đến lúc đó ngươi tịnh thân ra hộ sao là khẳng định về phần kia cái tiểu tam sao ta mới lười đi tìm nàng có mất ta chu gia đại tiểu thư thân phận tư nhất văn bất đắc dĩ mỉm cười đem dao nĩa bên trên các thành khối nhỏ bò bíp tết nhét vào chu nhân miệng bên trong đồ ngốc. Chu nhân phòng má giúp nhai nuốt lấy đỉnh cấp M12 Australia bò bít tết, vị giác nháy mắt bên trong bị chinh phục, hạnh phúc cảm giác không hiểu bạo rạp, nhất thời chi gian quên hưng sư vấn tội. Đi qua cả đêm, nàng bụng đã sớm không, lúc này bụng đói kêu vang. Nàng vừa mới nghĩ đến cái gì, chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ nói chuyện, không ngờ tư nhất vang lại tiếp tục đầu uy chu nhân, cho ăn xong bò bít tết uy đề la mito đề la mi tô bị rượu rung tẩm phao qua ngón cái bánh quy giáp tâm mùi sữa thơm nồng đậm chu nhân ăn một miếng lại tiếp tục há mồm hảo hảo ăn a à, ta còn muốn ăn tư nhất văn tri kỹ dùng lòng bàn tay đem nàng bên môi bơ lau hỏi nàng muốn ăn kem ly sao chu nhân liếm liếm bờ môi hai mắt thả quan muốn muốn không bao lâu phòng quản gia đẩy toa ăn đi vào cùng nhau đưa tới nari kem ly cái này kem ly sinh ra từ Mỹ quốc Chicago, giá cả không tính là có nhiều đắt đỏ, lại là chu nhân trước kia thường xuyên ăn, quốc nội cũng không có. Không biết là có hay không từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh hôn đúc, chu nhân đối đồ ngọt có loại gần như cố chấp yêu quý. Gã cho Tư Nhất Văn lúc sau, nàng liền theo Mỹ quốc về tới quốc nội định cư, cũng coi là vì này đoạn hôn nhân làm ra hy sinh cùng làm bước. Nari kem ly đưa đến trước mặt thời điểm, chu nhân liền muốn kích động thét lên nàng đứng lên ôm tư nhất văn cái cổ không biết xấu hổ nịnh nọt nói nhất nhất ta yêu ngươi nhất ngươi là này cái thế giới thượng tốt nhất lão công tư nhất văn khớp xương phân minh bàn tay đỡ chu nhân eo không quá xác định hỏi nàng ngươi gọi ta cái gì chu nhân nâng lên kem ly đưa vào miệng bên trong chần chừ trả lời nhất nhất ta cấp ngươi khởi chuyên môn biệt danh này cái nhất không là một cũng không là một mà là chữ phồn thể nhất nhìn như phức tạp nhưng lại đơn giản cũng không là tùy tiện khởi đâu nàng đạo lý còn từng bộ từng bộ tư Từ nhất văn nhéo nhéo mi tâm khóe môi tươi cười cưng chiều nói lại lần nữa hắn thình lình mở miệng lười biến bộ dáng nhìn lên tới có loại tự nhiên mà thành quý khí chính ăn đến say sưa ngon lành chu nhân nhất nhất chu nhân cho là hắn thực yêu thích này cái xưng hô ngồi tại hắn đùi bên trên cố ý nhiều hô mấy lần nhất nhất, nhất nhất, nhất nhất. Tư nhất văn đưa tay thủ sẵn chu nhân cái cầm, bỗng nhiên cúi đầu cướp đoạt nàng đôi môi. Chu nhân răng môi bên trong thơm ngọt khí tức nháy mắt bên trong chiếm lĩnh tư nhất văn giác quan, có lẽ là kem ly quá ngọt, lại có lẽ là rượu rung say lòng người, tư nhất văn hôn đêm so tối hôm qua mà nói phải ôm nhu rất nhiều. Nàng bản liền đối với hắn kỹ thuật hôn không cách nào chống cự, lại như vậy ôm nhu dây dưa, rất nhanh liền luân hãm trong đó. Nhưng dù là như thế, Chu Nhân còn là vững vàng bắt lấy tay bên trên kem ly, rất sợ không cẩn thận rơi xuống lãng phí. Tư nhất văn môi cơ hồ dán Chu Nhân môi, hô hấp nóng hổi. Vừa rồi nói cái gì, nói lại lần nữa. Chu Nhân chỉnh cái người đều mơ màng, hai mắt mê ly nhìn qua tư nhất văn, thanh âm mềm nhũng không ít. Nhất nhất. Tư nhất văn mê hoặc. Tiếp tục. Ta yêu ngươi nhất. Từng. Tư Nhất Văn trắng trắng chu nhân môi, còn chưa nói xong. Chu nhân đỏ mặt, tiểu nữ tử co được giảng được rút vào Tư Nhất Văn ngực bên trong, nhắm hai mắt tác kiều. Ngươi là này cái thế giới thượng tốt nhất lão công. Nói xong sau không hiểu lại có chút thẹn quá hóa giận, vì thế hé miệng tại hắn ngực cắn một cái, tính là cho hả giận. Tư Nhất Văn vỗ nhẹ chu nhân cái óc, hỏi nàng. Còn chọc ta. Nghĩ không muốn ra ngoài chơi. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 STF 1000 chống nắng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com A thành phố liền là du lịch tỉnh lớn, này bên trong bốn mùa như xuân, khắp nơi là cảnh, được xưng là là khoảng cách đám mây gần nhất địa phương. Nơi này là thơ phương xa, mộng cố hương, nhưng ánh sáng mặt trời cùng tia tử ngoại cường cũng là thật. Trước khi ra cửa chu nhân cơ hồ võ trang đầy đủ, trên người có thế che chắn địa phương toàn bộ bao khỏa, 360 độ toàn phương vị chống nắng, ngay cả con mắt cũng không buông tha. Chống nắng hệ số SPF 1000 Tư nhất văn thấy được nàng ăn mặc trang điểm lúc khó được phá phòng, đáy mắt lộ ra mấy không thể nghe thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng xuyên qua đến Dubai. Chu nhân đem kính râm hướng xuống lôi kéo, hướng tư nhất văn nháy mắt mấy cái cứng rắn chống nắng mới là ít, tiểu tiên nữ mới không muốn rám đen đâu. Tư nhất văn nhói một cái chu nhân che nắng mũ, nhắc nhở nàng. Nhiều phơi nắng có thế xúc tiến làn da mặt ngoài vitamin D3 chuyển biến thành vitamin D tác dụng, từ đó hữu hiệu dự phòng thể nội chất vôi sói mòn. Chú một, chu nhân tức giận trừng liếc mắt một cái tư nhất văn. Này vị lại nhãi lý dài dòng tư lão sư, hộp thuốc lá bên trên còn nói hút thuốc có hại cho sức khỏe đâu, vậy tại sao ngươi còn muốn trừ tư nhất văn hắn nhưng cho tới bây giờ không ở trước mặt nàng đã hút thuốc chu nhân hảo tâm cấp tư nhất văn một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai ta cao trung huấn luyện quân sự thời điểm bị phơi tróc da sự tình ngươi biết sao từng hắn biết ân cái gì ân ngươi khẳng định không biết chu nhân đại thổ nước đắng ta đến bây giờ nghĩ đến huấn luyện quân sự thời điểm còn như là ác mộng bình thường ngươi là không biết ta khi đó cổ bên trên một vòng phơi tróc da ngày thứ hai tiếp tục huấn luyện quân sự thời điểm mồ hôi lưu tại miệng vết thương đau đến ta kém chút không ngất đi tư nhất văn tiến trả lời âm nhẹ một ít từng hắn biết chu nhân lời nói chuyển hướng may mắn ta có được ý chí kiên cường lực cùng kiên cường tinh thần cho dù là như vậy đau khổ ta đều cắn răng kiên trì nổi thiếu niên cường thì quốc cường ta quả thực hoàng mỹ thuyết minh một cái ưu tú đương đại thanh niên mỹ hảo phẩm chất. Phía trước một giây vừa mới góp nhặt đau lòng nháy mắt bên trong bị vút lên, tư nhất văn chụp một chút chu nhân đầu. Ưu tú đương đại thanh niên, đi. Liên quan tới cao trung huấn luyện quân sự kỳ thật còn có một cái chu nhân không biết kế tiếp. Huấn luyện quân sự ngày cuối cùng đúng lúc gặp một trận mưa lớn, học sinh nhóm tại thao trường bên trên nạnh sinh sinh xối nửa cái giờ mưa, Mỹ Kỳ danh viết rèn luyện học sinh ương ngạnh tinh thần. Nhưng Chu Nhân tại huấn luyện quân sự xong cùng ngày buổi tối viêm phổi phát sốt, lúc sau tại bệnh viện bên trong nằm chỉnh chỉnh một tuần, bỏ lỡ lễ khai giảng. Làm vì thế giao, Tư Nhất Văn từng đi bệnh viện phòng bệnh thăm qua Chu Nhân, nhưng không trùng hợp, nàng lúc ấy chính tại ngủ. Tư Nhất Văn đến nay còn ký ức như mới kia ngày tại bệnh viện bên trong xem đến Chu Nhân tràn cảnh vừa mới huấn luyện quân sự xong chu nhân mặt bên trên đen hảo mấy cái độ, cổ bên trên làn da một mảnh ửng đỏ thậm chí còn có tróc da hiện tượng. Nàng đại khái thực không thoải mái, hô hấp cũng không trôi chảy, ngủ thời điểm lông mày gắt gao nhíu lại, khóe mắt đều là ướt sủng. Tại danh tiểu thuyết, vây thành, bên trong, có này dạng một câu kinh điển đối bạch. Lữ hành là nhất mệt nhọc, phiền toái nhất, gọi người bản tướng tất hiện thời điểm đi qua trường kỳ khổ lữ hành mà lẫn nhau kẻ không đáng ghét mới có thể lấy kết giao làm bằng hữu. Tiểu thuyết bên trong còn viết kết hôn về sau tuần trăng mật lữ hành là thứ tự điên đảo, hẳn là trước cùng lữ hành một cái tháng, một cái tháng tàu xe mệt mỏi về sau, hai bên còn không có lẫn nhau khám phá, lẫn nhau chán ghét, còn không có cãi nhau trở mặt, còn muốn duy trì nguyên lai like hôn ước, này loại vợ chồng bảo đảm không sẽ ly hôn nhưng này loại tình huống đặt tại tư nhất văn cùng chu nhân trên người lại hình như có điểm không quá thích hợp. Thứ nhất, bọn họ hai người không tính tình lữ. Thứ hai, lữ hành toàn bộ hành trình có tư nhân hướng dẫn du lịch an bài. Thứ ba, trừ phi đặc thù nguyên nhân, hai người bọn họ bởi vì lợi ích buộc chặt không sẽ ly hôn. Bất quá đối với tiếp theo này đoạn trong vòng ba ngày ngắn ngủi lữ trình, chu nhân còn là biểu hiện ra rõ ràng chờ mong. Không hiểu chờ mong bởi vì này là nàng lần thứ nhất cùng tư nhất văn đi ra ngoài chơi đất liền du ngoạn không thể thiếu xem núi chơi nước này ba ngày sắp xếp hành trình cũng là tràn đầy không lãng phí thời gian cũng không sẽ quá mức chặt chẽ thứ nhất bầu trời buổi trưa đánh tạp đương địa lớn nhất đặc sắc triều thánh trung tâm nơi này là tín đồ nhóm tụ cư nơi đẳng cấp cao nhất phật tự giữa trưa làm sơ nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức buổi chiều hành trình tiếp tục đi vào nhất cổ lão công viên thưởng thức tạo tự nhiên tự nhiên cảnh quan. Bởi vì thứ nhất ngày lữ đồ mệt nhọc, cho nên buổi tối thì sớm về đến khách sạn nghỉ ngơi không mặt khác làm an bài. Nhưng dù là này dạng, chu nhân về đến khách sạn rửa mặt hoàn tất ngã đầu liền ngủ, mộng bên trong cũng còn là cùng tư nhất văn tay nắm tay xuyên qua chen chút đám người tràn cảnh. Cân nhắc đến ngày hôm trước chu nhân quá mức mệt mỏi, ngày thứ hai trên cơ bản khai thác du lãm xe thưởng thức, buổi sáng đánh tạp nhiệt đới hoa cỏ vườn, xế chiều đi rừng mưa nhiệt đới giả tượng cốc, buổi tối thì tham gia đương địa đóng lửa tiệc tối, ngàn người phóng thủy đèn. Chu nhân hiển nhiên đối với này dạng sắp xếp hành trình hết sức hài lòng, nàng không cần lao tâm lao lực, chỉ để ý đi theo tư nhất văn bên cạnh. Hai ngày nay, Chu nhân như cái lần thứ nhất cùng gia trưởng ra tới du lịch tiểu hài tử tự như, đối với này bên trong hết thảy đều tràn ngập mới mẻ cùng tò mò. Nàng tổng là này dạng, mặc dù sợ hãi bỏng nắng, nhưng không sợ phiền phức võ trang đầy đủ. Một đường thượng không kiều thanh kiều khí, cho dù là chân bên trên không cẩn thận bị trùng cắn bị thương cũng là một mặt lạnh nhạt. Hai ngày thời gian hạ tới, Chu Nhân cảm thấy cùng Tư Nhất Văn Chi Giang có càng thêm không cùng hiểu biết. Nàng trước kia vẫn cảm thấy Tư Nhất Văn mỗi lần sau đó giải quyết tốt hậu quả là ra tại lương tâm bất an, nội tâm ấy nấy, mới có thể như vậy quan tâm quan tâm. Nhưng hiện tại xem ra, tư nhất văn ngược lại là một cái tâm tư cẩn thận người chu nhân tại lữ đồ nghe được đến tư nhất văn hỏi nhiều nhất lời nói liền là mệt a à, mệt lời nói ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi nếu không nữa thì liền là chân đau a à, nghỉ ngơi một chút tuyệt hơn là hôm nay tại đi ngang qua một chỗ vũng nước nhỏ lúc tư nhất văn sẽ không cần suy nghĩ chủ động đem nàng ôm chính là sợ nàng hai chân làm bẩn như là loại này thử thách chi tiết địa phương còn rất nhiều vì thế chu nhân cảm thấy giác đến bọn họ chi gian này đoạn nhựa plastic hôn nhân tựa hồ cũng trở nên không lại như vậy nhựa plastic, thậm chí còn có thể cẩu thật lâu. Buổi tối chu nhân rửa mặt hoàn tất ghé vào khách sạn giường lớn bên trên đọc qua hai ngày nay chụp các loại phong cảnh chiếu, hai chân nhếch lên tại sau lưng lung la lung lay, thỉnh thoảng dùng ngủ âm không được đầy đủ tiếng nói hừ hừ ca. Không thể không nói, này bên trong phong cảnh là thật ưu mỹ a. À căn bản không cần lọc kính tô đậm tùy tiện liền có thể chụp được một tấm hình làm điện thoại mặt bàn. Chu nhân dùng chính mình uy bộ tiểu hào, bách biến tiểu nhân, bên trên truyền một hệ liệt ảnh chụp lúc sau, lần thứ nhất lưu lại một đoạn văn tự. Vui sướng lữ trình, mặt đỏ, nhất nhất đáng giá một cái tán. Hì hì, chuẩn bị rời khỏi uy bộ thời điểm, chu nhân điện thoại đột nhiên liên tiếp chấn động cái không ngừng. Tân Ninh Dựa vào, buồn nôn chết ta tân ninh này cái vô dung dung có phải hay không có bệnh a à, quả thực liền là một đóa thịnh thế bạch liên hoa tân ninh nàng này không phải là tại cọ ngươi nhiệt độ sao ta nhìn nàng là nghĩ đỏ nghĩ điên rồi đi thay đổi khuôn mặt gã cái hoa tâm nhị thế tổ liền trình độ đều là hỗn tới dân mạng đều bị nàng cấp lừa gạt tân ninh Vô dung dung cao trung thời điểm lão là cọ bùi dao này đóa trà xanh hiện tại lại tới cọ ngươi ta xem hai người bọn họ người nên khóa kính. Chu nhân. Ngươi nói vô dung dung là ai vậy? Tân Ninh. Cao trung đồng học ngươi quên. Tân Ninh. Đừng nói cho ta bùi giao ngươi cũng quên. Chu nhân. Ân, quên. Không có, bùi giao coi như là hóa thành cho chu nhân cũng nhớ rõ. Chỉ bất quá không muốn thừa nhận thôi. Tân Ninh thuận tay cấp chu nhân quan một cái video kết nối, bổ sung video phía dưới dân mạng nhắn lại Strenset Show. Khoảng 9 giờ đêm, một cái chỉ có mấy phút video ngắn tại mạng bên trên bạo hỏa. Video bên trong, đỉnh đầu nữ tiến sĩ quan hoàng một vị nào đó nữ cao tài sinh ngồi tại chân cao ghế bên trên tiếp nhận phỏng vấn, phỏng vấn bên trong nhớ kỹ hỏi nói. Mọi người đều biết, ngài cùng ngài trượng phu cảm tình sinh hoạt mỹ hảo, xin hỏi có cái gì tình yêu giữ tươi bí tịch có thể chia sẻ một chút sao? nữ tiến sĩ một mặt ngọt ngào cười nói. Sinh hoạt mỹ hảo không là người khác định nghĩa, mà là chính mình chân thực cảm nhận. Ta cùng ta lão công chỉ là vô cùng đơn giản bình thường người, cùng đại đa số vợ chồng sinh hoạt hình thức đồng dạng, có ngọt ngào cũng có cãi lộn. Nhưng này loại cảm tình ta cho rằng là thiên kim không thể đổi, nếu như hai cái người đều rất có tiền, lại qua nhựa plastic đồng dạng cảm tình hình thức, vậy còn gọi cái gì sinh hoạt? ta có một cái bằng hữu liền là này dạng, nàng gia bên trong tính là gia tài vạn quán đi, lại lựa chọn hào môn thông gia, khi tràn thế kỷ hôn lễ cũng coi là tiện sát người khác. Nhưng bọn họ hôm sau lại giống như là người xa lạ bình thường, phu thê gian không có cái gì cảm tình, cắt qua cát, cắt chơi cát, cũng mà còn có một đống lớn quy củ. Nói thật, ta còn cảm thấy này dạng hôn nhân sinh hoạt còn không bằng không kết hôn, sao phải trà đạp chính mình nhân sinh này vị nữ tiến sĩ tên là Vu Dung Dung, gần nhất bởi vì nhất đương có quan hệ chức tràn loại quan sát tiết mục ta lý lịch bạo hồng. Nên tiết mục mời đều là quốc nội nhất lưu học phủ hoặc là hải ngoại du học trở về tốt nghiệp, chủ yếu là ghi chép bọn họ vừa đi thượng xã hội thực tập kỳ từng ly từng tí. Thứ nhất mùa khô này cái tiết mục một khi đẩy ra liền gây nên quảng đại dân mạng nhiệt nghị, đơn giản là tham gia nên tiết mục khách quý đều quá ngưu bức, bọn họ một đám tuổi còn trẻ, lại làm cho cùng lứa tuổi người theo không kịp. Đồng dạng là vừa mới tốt nghiệp sinh viên, có nhân ngôn nói cử chỉ ưu nhã hào phóng lo di trật tự rõ ràng còn là danh giáo tốt nghiệp. Khả quan chúng nhìn nhìn lại chính mình, nghiễm nhiên liền là xã hội tầng dưới chót nhất tiểu cặn bã. Thứ hai quý tiết mục vừa mới truyền ra, hải quy nữ tiến sĩ vu Dung Dung liền bị chịu chú ý tại nên tiết mục bên trong. Vu Dung Dung không chỉ muốn xuất sắc bề ngoài hấp dẫn người xem trong mắt, tuyệt hơn là nàng tuổi còn trẻ liền là quốc nội cao cấp học phủ nhất danh nữ tiến sĩ. Là nữ tiến sĩ coi như, vu dung dung còn có một cái đáng yêu lão công mỗi ngày sẽ đến tiếp nàng thượng hạ bang. Có một cái đáng yêu lão công coi như, vu dung dung nhà tự hồ còn là hào môn xuất thân. Tiết mục không cho phép khoe của, nhưng vu dung dung tổng là vô tình hay cố ý lộ ra chính mình hôm hy hữu gia, lại hoặc là quý báu rôn, roi sơ đây càng làm nàng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong hút phấn gần trăm vạn. Có nhan giá trị có trình độ có gia thế bối cảnh, ai có thể không yêu thích. Vì thế nháy mắt bên trong trở thành này đương tiết mục hồng nhân, hút phấn vô số. Mới một tập báo trước truyền ra, vô dung dung miệng bên trong kia cái nữ đồng học liền gây nên quảng đại dân mạng hiếu kỳ tâm. Rất nhanh, cẩn thận dân mạng liền đào ra vô dung dung này đoạn phỏng vấn bên trong tương quan nội dung. Hoa trọng điểm gia tài vạn quán, hào môn thông gia, thế kỷ hôn lễ, cả nước trên dưới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hẳn là liền là Chu Nhân không chạy. Đào ra tới, Vu Dung Dung miệng bên trong này cái nữ đồng học liền là Chu Nhân. Vu Dung Dung sơ trung tại quốc nội B bên trong, quý tộc chân chính trường học, một năm học phí gần trăm vạn. Vu Dung Dung cùng Chu Nhân cư nhiên là đồng học không hiểu cảm giác phá thứ nguyên vách tường, tại sao ta cảm giác này cái vu dung dung là tại cọ nhiệt độ A. Cần phải cọ nhiệt độ sao? Vu dung dung lại không phải không tiền không mặt, mấu chốt nhân gia còn là học bá đâu, nói thật, thật hâm mộ vu dung dung cùng nàng lão công ở chung hình thức, theo này quy tắc video ngắn xem lượng phá ức. Nguyên bản không nhìn tiết mục dân mạng cũng gián tiếp hiểu biết vô dung dung như vậy một cái có nhan giá trị học bá càng hâm mộ là nàng có như vậy một cái sẽ tiếp nàng thượng hạ ban hảo lão công. Trái lại chu nhân này một bên, dân mạng nhao nhao bắt đầu đồng tình khởi nàng cùng tư nhất văn này đoạn nhựa plastic hôn nhân. Nói, chu nhân chỉ có như vậy nhiều tiền, lại không có hạnh phúc hôn nhân, ngẫm lại cũng đỉnh thảm, đúng thế, nghe nói hào môn quy cũ rất nhiều, không chừng chu nhân còn phải sớm hơn thượng 5 giờ cấp công công thỉnh an đâu. Thảo Lầu bên trên, Ta còn thật nghe qua này loại truyền ngôn, nghe nói chu nhân mỗi ngày buổi sáng còn muốn trời giường cấp cả một nhà người làm điểm tâm đâu, quá giả đi. Như vậy có tiền nhà bên trong khẳng định có bảo mẫu a, làm sao có thể còn phải tự làm bữa sáng a? Đột nhiên cảm thấy chu nhân thật thê thảm a, đồng ý lầu bên trên nói, có tiền người cũng cũng không nhất định hạnh phúc, bình thường người không cái gì không tốt, như vậy suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy chu nhân cũng thật đáng thương ai, hào môn sâu như biển a vài ngày trước chu nhân cũng bởi vì trưởng phu tư nhất văn hư hư thực thực vượt quá giới hạn một sự tình bị quảng đại dân mạng đồng tình sự tình làm sáng tỏ mới qua bao lâu lại bị đẩy lên hót xớt thật danh phù kỳ thực tự mang hót xớt thể chất bất quá chu nhân cũng thực nghi hoặc rốt cuộc là nơi nào tới truyền ngôn đến mức đại gia đều cảm thấy nàng quá đến thực thảm a chú một có quan hệ nhiều phơi nắng tri thức nguồn gốc từ mạng lưới bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Harry Winston đồ trang sức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mỹ hảo du lịch tại ngày thứ ba bất ngờ không kịp đề phòng họa thượng dấu chấm tròn. Chu nhân này ngày sáng sớm còn cao hứng bừng bừng, cho rằng tư nhất văn sẽ mang nàng đi núi tuyết. Nàng tâm tâm niệm niệm đi núi tuyết rất lâu, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng xuyên thượng thật dày áo lông, ai biết tư nhất văn lại nói cho nàng phải đi một chỗ khác. Tại xe bên trên lúc ấy chu nhân còn lòng tràn đầy vui vẻ, tràn ngập chờ mong cho rằng sẽ có mặt khác kinh hỷ, vì thế cuốn lấy tư nhất văn tác kiều, nhất nhất, nhất nhất, gọi cái không ngừng. Tư nhất văn là có thể cảm nhận được chu nhân này mấy ngày vui vẻ, nàng tính cách rất giống cái hài tử, hỉ nộ đều viết lên mặt. Hai người ngồi tại xe bên trên, Chu nhân nắm lấy tư nhất văn ngón tay chơi đùa, thực sự ngăn không được hiếu kỳ tâm. Nói đi nói đi, ngươi hôm nay muốn dẫn ta đi chỗ nào nha? Tư nhất văn chỉ nói là. Đến liền biết. Hảo A, chu nhân chỉ có thể yên lặng chờ đợi kinh hỷ. Hướng dẫn biểu hiện lộ trình còn có hai cái giờ, không tính quá xa. Tại xe bên trên nhàm chán, nhưng có wifi cung cấp, chu nhân có thể lên mạng đã phát giết thời gian nàng đặc biệt tìm được Zeus vô địch quả ớt nhỏ, tài khoản, điểm đi vào chuẩn bị tiếp tục đuổi đồng nhân văn. Vài ngày không xem, lại còn có điểm tâm ngứa. Nhưng chu nhân điểm đi vào ủy bộ vừa thấy, phát hiện Zeus vô địch quả ớt nhỏ ủy bộ trang chủ tất cả đều là một đôi nhã rảnh. Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Hào môn nhựa plastic vợ chồng cần phải vu dung dung ngươi tới nói sao. Zeus vợ chồng nhiệt độ ngươi ngược lại là thật biết cọ đâu. Ngươi chính mình lão công lớn lên cùng cái đầu heo tựa như, chính ở chỗ này marketing phu thê ân ái, ta thật muốn phun nha. Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Càng nghĩ càng sinh khí, vu dung dung ngươi làm ngươi tiến sĩ Bạch Phú Mỹ hải quy liền hảo nha, cầu ngươi không muốn cọ nhiệt độ được không? Bạch Liên Hoa. Ai nhìn không ra ngươi cố ý tại tiết mục bên trong lén lút phơi hôm cùng lao tư lao tư sao? Ngươi là nghĩ nói chính mình không chỉ có tiền còn cùng trượng phu thực ân ái là đi. Không phải là đối tiêu dâu vợ chồng tới marketing sao? Thật cho là chúng ta CP phấn là mù lòa sao? Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Lại nói một lần, Zeus vợ chồng CP phấn vòng tự manh, các ngươi không có hứng thú không cần đặc biệt điểm vào siêu thoại tìm đến tồn tại cảm. Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Hôm nay không viết đồng nhân văn, hảo khí. Zeus vô địch quả ớt nhỏ tính là Zeus vợ chồng CP phấn đầu lĩnh, phàm là có bất luận cái gì liên quan tới chu nhân cùng tư nhất văn gió thổi cỏ lay, nàng đều là thứ nhất cái phát bác. Không chỉ có như thế, viết Zeus vợ chồng đồng nhân văn là Zeus vô địch quả ớt nhỏ một đại tuyệt kỹ, đây cũng là chu nhân sẽ vụng trộn chú ý nàng nguyên nhân chi nhất. Chu nhân mặc dù vẫn luôn không rõ lắm vì cái gì nàng cùng tư nhất văn thế mà lại có như vậy nhiều phu thê CP phấn, xem dân mạng như vậy chân tình thực cảm sinh khí, không hiểu cảm thấy có chút ấy nấy. Kết hôn này một năm thời gian, Chu Nhân cũng biết chính mình có đôi khi không giải thích được sẽ thượng hót sớt, này còn là nàng lần thứ nhất xem đến CP phấn như vậy chân tình thực cảm phát bác vì chính mình nói lời nói. Phản phất kia cái người chính là chính mình nhất thân cận bằng hữu, chính tại vì nàng bên vực kẻ yếu. Tại Zeus vô địch quả ớt nhỏ ôi bộ phía dưới, kỳ thật cũng không ít dân mạng an ủi. Quả ớt nhỏ, không nên tức giận A. À. Không cùng này loại người chấp nhặt cũng thật là có đủ khôi hài. Chúng ta phấn chúng ta, mắc mớ gì đến bọn họ A. À. Thật hy vọng siêu cùng di có thế ra tới đánh bọn họ mặt. Dơ us vợ chồng ít, không tiếp nhận phản bác liền là. Chu nhân thật là không để ý đến chuyện bên ngoài A. À. Xã giao tài khoản cũng không mở, cũng không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đóng cửa lại tới qua chính mình nhật tử. Còn có như vậy nhiều người tới cọ nhiệt độ. Vang cầu chu nhân mở cái xã giao tài khoản làm sáng tỏ một cái đi. Mỗi lần đều bị người hút máu, ta thật quyền đầu cứng. Chu nhân lần thứ nhất dùng chính mình uy bộ tiểu hào, bách biến tiểu nhân, tại dơ vô địch quả ớt nhỏ ủi bộ phía dưới nhắn lại. Sờ sờ. Cấp dơ vô địch quả ớt nhỏ lưu xong nói lúc sau chu nhân liền rơi vào trầm tư. Kỳ thật tối hôm qua xem đến tân ninh phát tới video ngắn liên tiếp nàng ngược lại là xem, bất quá khi đó nàng tâm tình thật tốt cũng không có để ở trong lòng. Đặc biệt dân mạng những cái đó không hợp thói thường đến không biên giới nhắn lại, càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới, Vu dung dung hảo giống như thật là nàng cao trung đồng học. Nhưng này cũng không thể hoàn toàn ngoan chu nhân trí nhớ không tốt, mà là vô dung dung khuôn mặt biến hóa thực sự quá lớn. Tại chu nhân trí nhớ bên trong, vô dung dung trước kia là mắt một mí mũi tẹt, hiện tại đảo biến thành mắt hai mí sống mũi cao. Thích chân diện là nhân loại thiên tính, chỉnh dung cũng không phạm pháp, liền là này cái biến hóa đích xác làm chu nhân cảm thấy có điểm chấn động. Thật, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Nghĩ đến vô dung dung, chu nhân không khỏi lại nếu muốn đến một người khác, bùi dao. Tại thời trung học, Vu Dung Dung là cùng Bùi Giao đi được gần nhất một cái người, hai người bọn họ người cơ hồ như hình với bóng. Mà mọi người đều biết, Bùi Giao Tính là chu nhân đối thủ một mất một còn. Giữa người và người từ trường tổng là thực kỳ lạ, chu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Giao liền không cảm giác, nàng cảm thấy không mắc duyên. Sau giải quyết chứng minh thực tế minh, nàng thật đối Bùi Giao này cái người không thích. Học sinh thời đại lúc ấy cũng không biết vì cái gì, phàm là có chu nhân tham gia hoạt động, Bùi Giao cũng sẽ đi báo danh, tự hồ một hai phải cùng nàng phân cao thấp không thể. Chu nhân cũng bất tranh khí nàng tham gia các hạng thi đấu hoạt động cũng cơ hồ đều bị bùi dao đè ép một đầu đặc biệt khi nghe đến nghe đồn nói tư nhất văn thầm mến người là bùi dao lúc sau chu nhân liền không hiểu đối bùi dao này cái người triệt để không cảm giác bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là không cảm giác mà thôi chu nhân cũng không dựa vào chính mình gia tộc địa vị khó xử bùi dao cái gì toàn bộ làm như làm đối phương là một người xa lạ tốt nghiệp trung học lúc sau chu nhân đi nước ngoài thượng đại học Tốt nghiệp sau liền vẫn luôn đợi tại Mỹ quốc, có thể nói cùng bùi giao này cái cao trung đồng học nói không có nửa điểm giao tập. Một năm trước Chu Nhân về nước liền cùng Tư Nhất Văn kết hôn, ngược lại là khó được mời mấy cái cao trung đồng học tham gia hôn lễ, trong đó có bùi giao. Nhưng là, bùi giao là Tư Nhất Văn phương mời khách nhân. Hướng dẫn nhắc nhở mục đích liền tại phía trước. Chu Nhân quét qua vừa rồi trong lòng kia điểm khói mù, chuẩn bị kế tiếp hảo hảo du ngoạn lại tại xem đến cửa sổ xe bên ngoài người lúc liền giật mình. Nếu là chu nhân con mắt không mù, nên có thể nhận ra đứng ở phía trước người là Bùi Dao. Này niềm vui bất ngờ vẫn là rất làm người kinh hãi. Bùi Dao tết tóc đuôi ngựa, một thân trang phục bình thường buộc, xem toàn thể lên tới hưu nhàn lại không mất hào phóng. Nàng cái tử thực cao, có chừng 170, thậm chí còn có được hoàng mỹ đầu thân tỷ lệ, đứng tại đám người bên trong vô cùng dễ thấy. Chu nhân vô ý thức liếc nhìn bên người tư nhất văn phản ứng, đã thấy hắn cũng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bùi dao. A a a a a. Cậu nam nhân. Khác nữ nhân cứ như vậy đẹp mắt sao? Lại nhìn trong mắt cấp ngươi moi ra. Cũng không biết nhựa plastic trưởng phu tư nhất văn có phải hay không có thể nghe được chu nhân trong lòng suy nghĩ, thế mà nghiêng đầu tới đối thượng nàng mắt. Bùi dao, ngươi còn nhớ rõ không? Chu nhân mặt không đổi sắc sửa sang chính mình bác tự tóc mái. Không nhớ rõ. Tư nhất văn hơi hơi nhướng mày. Cao trung cùng lớp đồng học, trước mắt tại an hối đảm nhiệm phân công ty phó tổng. Chu nhân mặt không biểu tình. a, à, nàng cũng thật là lợi hại. An hối tập đoàn tính là hồng hưng tập đoàn đối đầu công ty đi, hai cái tập đoàn thời gian trước có nghiệp vụ thượng trùng điệp, chẳng qua hiện nay cũng coi là các tự giết ra một đường máu, nước giếng không phạm nước sông hơn nửa năm an hối bởi vì phản lũng đoạn sự kiện bị phạt mấy mười ức giá cổ phiếu một lần ngã dừng bất quá dù vậy an hối tại nghiệp nội long đầu địa vị vẫn như cũ không thể rung chuyển hồng hưng tập đoàn kia lần tại tư nhất văn dẫn dắt hạ cũng coi là tránh thoát một kiếp cho nên nghiệp nội người đều biết tư nhất văn là có chút tài năng hôm nay hành trình là an hối tổ chức một lần cục ý tại cùng hồng hưng lôi kéo quan hệ Hai gia nghiệp bên trong Long Đầu chuẩn bị liền lẫn nhau mở ra sinh thái làm nghiên cứu thảo luận. Có thể đoán được, mấy ngày sau tương quan tin tức vừa ra, lại sẽ là một trận oanh động giới kinh doanh đại sự. Trước khi xuống xe, Tư Nhất Văn đột nhiên hỏi Chu Nhân một câu. "Như thế nào, ngươi không yêu thích bùi dao? "Làm sao lại thế?" Chu Nhân nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ lại ngươi thích nàng a. À? Tư Nhất Văn dùng đầu ngón tay điểm một cái Chu Nhân đầu đừng nói lung tung. Cổ xe dừng hẳn. Cửa xe vừa mở ra, bên ngoài người đứng thành hai bài, có an hối tập đoàn cao quản, cũng có hồng hưng tập đoàn cao quản. Thực hiển nhiên, bọn họ tự hồ đã tại nơi đây chờ đã lâu. Tư nhất văn trước xuống xe, sau đó xoay người hướng chu nhân cuối người, hiển thị rõ thân sĩ. Chu nhân trong lòng thượng diễn vạn chữ vỡ kịch đặc sắc, cuối cùng bất đắc dĩ đem tay giao đến tư nhất văn tay bên trong có người trêu chọc. Nhìn tiểu hai cái ân ái hình dáng. Ti đại tổng giám đốc công tác cũng không quên mang lên tiểu kiều thê A. Xem người ta này tiểu hai cái tuấn nam mỹ nữ, nhưng thật xứng đôi A. Tư nhất văn thay đổi quan phương tươi cười, cùng một đám người chào hỏi. Hắn bị người chen chúc, là đám người tiêu điểm. Chu nhân đứng tại xa lạ địa phương, nhìn trước mắt sở hữu xa lạ người, Mặt bên trên duy trì đại gia khuê tú nên có mỉm cười và thông dong, kỳ thực chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi. May mắn là, Tư Nhất Văn từ đầu đến cuối đều gắt gao lôi kéo Chu Nhân tay, cho dù chỉ là tại người ngoài đóng vai phu thê ân ái, hắn cũng là diễn kỹ mát điểm ảnh đế. A thành phố đương địa lãnh đạo xuyên áo sơ mi trắng đi tới, hướng Tư Nhất Văn đưa tay. Tư Nhất Văn lúc này mới buông ra dắt Chu Nhân tay, cùng vị lãnh đạo kia nắm tay chu nhân cũng không oán trách tư nhất văn cái gì, thậm chí cũng thập phần lý giải. Nàng thuở nhỏ gia đình hoàn cảnh hung đúc, mưa dầm thấm đất, biết cái này xã giao cần thiết. Khi còn nhỏ ba ba mang nàng đi ra ngoài chơi thời điểm cũng thường xuyên sẽ đụng tới một ít lãnh đạo người hoặc là xí nghiệp tổng giám đốc, lúc này liền sẽ đem nàng ném qua một bên hoặc là làm trợ lý mang đi. Ấm áp thân tình nhật tổng là rất dễ dàng bị đánh gãy, chu nhân chỉ có thể yên lặng ở một bên chờ đợi. Đến mức tuổi tác phát triển sau, Chu Nhân không lại thích cùng ba ba cùng nhau ra ngoài, tình nguyện chính mình. Chu Nhân bỗng nhiên ý thức đến, Tư Nhất Văn lần này mang nàng ra tới chơi, có lẽ thật chỉ là bởi vì công tác thuận tiện. Du lịch thần công phu, Bùi dao chủ động hướng Chu Nhân chào hỏi. Này, Chu Nhân, đã lâu không gặp. Chu Nhân ngẩng đầu lên, tự nhiên hào phóng đáp lại Bùi Giao. Giả vờ giả việc ai không biết nàng cũng có thể là oscar ảnh hậu bùi dao thân cao còn tại đó nhìn ra còn xuyên qua một đôi mười giày cao gót thân cao thẳng bức 180. như vậy vừa so sánh xuyên giày đế bằng chu nhân tại nàng trước mặt liền cùng cái tiểu hài tử tự như hừ có cần phải sao như thế nào không trực tiếp đi cà kheo tới a à? chu nhân có đầy đủ lý do hoài nghi bùi dao là cố ý muốn làm thư cạnh chu nhân hận a à? nàng sớm biết hôm nay là như vậy một cái trường hợp, nhất định dậy sớm trang điểm hai cái giờ. Không chỉ có như thế, nàng còn phải mặc lên Dio còn chưa tuyên bố đầu xuân trang phục, đeo lên chính mình gần nhất yêu thích Harry Watson đồ trang sức. Dù nói thế nào, khi mai bồ câu trứng bình thường đại 10 gram kéo nhẫn kim cương cũng là muốn đeo lên nha. Đáng ghét a a a a a. Nàng Mỹ hảo lữ hành tất cả đều hủy. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Valentino Đinh Tán Giày Cao Gót Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mỹ hảo tâm tình giảm bớt đi nhiều, vẫn còn muốn duy trì mặt ngoài thượng vui vẻ cùng hào phóng, để tránh người khác sẽ cảm thấy nàng này cái tổng giám đốc phu nhân không phóng khoáng. Chu nhân tại chính mình trong lòng cấp tư nhất văn làm cái tiểu nhân, hóa thân dung ma ma cầm đinh ghim tại hắn trên người cuồng trạc kỳ thật này cả ngày an bài cũng coi như phi thường hoàng mỹ dù sao cũng là cao quy cách thương nghiệp hợp tác hiệp đàm đương địa chính phủ cũng thập phần hoan nghênh xí nghiệp gia đã đến không chỉ có sắc màu rực rỡ chiêu đãi liên phục vụ cũng đều là nhất lưu giữa trưa tại địa phương đặt sắc phòng ăn dùng cơm còn có vừa múa vừa hát biểu diễn buổi chiều một đoàn người còn thật đi gần đây dưới chân núi tuyết cảm nhận thiên nhiên kỳ diệu phong quang nhưng chu nhân liền là không hiểu ra sao không quá cao hứng. Rõ ràng đi cũng là nàng tâm tâm niệm niệm núi tuyết, thậm chí là so phía trước hai ngày càng tốt đẹp hơn phong cảnh, nhưng nàng chính là không có xuất phát từ nội tâm tươi cười. Nàng tư tâm là chỉ muốn cùng tư nhất văn tại cùng nhau, không nghĩ có như vậy nhiều xa lạ người ngoài. Nhưng là này loại tư tâm lại làm cho nàng cảm thấy thập phần mâu thuẫn, phản phất về tới hài đồng thời đại hành động theo cảm tính, chiếm hữu dục bạo rạp. Chu nhân biết chính mình không nên này dạng. Ai, thật phiền thật phiền thật phiền. Buổi chiều đường về nội thành lúc Chu nhân có chút say xe muốn ói, cũng không lại mạnh mẽ ngụy trang ý cười, nho nhỏ một chỉ co quắp tại xe chỗ ngồi phía sau thượng. Tư nhất văn quan tâm chiếu cố, nhưng Chu nhân cũng không lĩnh tình. Đại tiểu thư tính tình phạm, toàn thân trên dưới không thoải mái, vì thế nghĩ cho người khác cũng tìm điểm không thoải mái. Chu nhân nhắm hai mắt hỏi tư nhất văn. Cái gì thời điểm có thể trở về B thành phố? Ta mệt mỏi. Không nghỉ chơi. Ân. Ngữ khí thực hướng. Hồng Hưng cùng An Hối Thương nghiệp hợp tác hiệp đàm còn có hai ngày. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy nhàm chán, ta sắp xếp người đưa ngươi trở về B thành phố. Chu nhân nghe vậy mở mắt ra, dùng sức trừng tư nhất văn liếc mắt một cái. Nhất nhất, ta cảm thấy hôm nay ngươi một chút cũng không đẹp trai. Nói xong, chu nhân đem chăn lông hướng đầu bên trên đắp một cái không nghĩ được nghe lại tư nhất văn thanh âm tư nhất văn cũng đích xác có một hồi lâu không lên tiếng hắn nghi người xem cố ý xa cách chính mình tiểu kiều thê xem chu nhân như là một con động vật nhỏ tựa như đem chính mình võ trang đầy đủ này cả ngày hạ tới chu nhân cũng chưa biểu hiện ra cái gì không ổn cùng người bắt đầu giao lưu cử chỉ thông dong duy độc đối mặt hắn thời điểm làm hắn là một đoàn không khí hắn cấp nàng đưa nước, nàng trang không thấy được, hắn đưa tay muốn dắt nàng tay, bị nàng vô tình tránh ra. Tư nhất văn hoặc nhiều hoặc ít biết, bọn họ nhà tiểu công chúa không cao hứng. Chu nhân, ngươi tại cùng ta giận dỗi sao? Chu nhân không trả lời. Chờ một hồi nhi, tư nhất văn dùng ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng câu A câu chu nhân mu bàn tay. Chu nhân bị điện giật tựa như lập tức đem tay thu về chăn mỏng phía dưới, lại đi bên cạnh xê dịch sau tòa không gian lại như thế nào đại, hai người bọn họ cũng là tại xe bên trên. Tư nhất văn bá đạo đem chu nhân ôm vào chính mình ngực bên trong, thấp giọng tại nàng tai bên cạnh chân thành dò hỏi. Ngươi nói ta là nên cao hứng còn là không cao hứng. Này tự như là ngươi lần thứ nhất cùng ta giận dỗi. Ngươi buông ra. Ta không buông. Chôn ở chăn lông hạ chu nhân bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, dứt khoát giả chết. Xe bên trên quan lại cơ, Tư Nhất Văn cũng không tốt quá mức, hắn cố chu nhân, tại nàng hồng hồng lỗ tai bên trên mút một khẩu. Khi là nàng toàn thân trên dưới siêu cấp mẫn cảm khu vực. Chu nhân tại chỗ thăng thiên. A a a a a a. Cậu nam nhân quá rẻ. Bất quá chu nhân rốt cuộc vẫn là không có như vậy hành động theo cảm tính, nàng biết Tư Nhất Văn là công tác yêu cầu. Giận dỗi về giận dỗi, một xuống xe, chu nhân lại là kia cái biết đại thể tổng giám đốc phu nhân, ngay cả tươi cười góc độ đều là dày công tính toán. Bùi dao đi tới, một mặt quan tâm lo lắng chu nhân. Say xe phải không? Này một bên đường núi thật có chút cong cong quấn quấn. Chu nhân cười cười. Ân đâu? Bùi dao. Ta mỗi lần một say xe liền yêu thích hỏi một chút võ quyết hương vị, thoáng cái thần thanh khí sản không ít, ngươi cũng thử xem. Cảm ơn. Một đôi người lên tới quan tâm say xe là thật vì thế bữa tối chu nhân căn bản không đói bụng đi ăn tư nhất văn thân là hồng hưng người lãnh đạo buổi tối bữa tiệc không thể vắng mặt cho nên chỉ có thể làm bên cạnh trợ lý đưa chu nhân trở về khách sạn gian phòng nghỉ ngơi chu nhân là chán ghét trung quốc bàn rượu văn hóa đáng ghét hơn xã giao trở về khách sạn ngược lại để nàng mừng rỡ nhẹ nhõm trước đây có một ít nghe đồn chảy ra nói là an hối tập đoàn xí nghiệp văn hóa không tốt lắm An hối kia bên trung tầng cao quản tự hồ đối với mời rượu một sự tình mê chi chấp nhất. Vài chén rượu hạ đổ, đại bộ phận nam nhân đều có chút phóng thích thiên tính ý tứ, có sắc chủ đề cùng khó xử nữ tính sự tình là gia thường cơm soàn. Một ít cái nam nhân càng giống là chưa từng gặp qua nữ nhân tựa như, đàm luận khởi tương quan chủ đề từng trương tai to mặt lớn mặt bên trên hiện ra bóng loáng. Cái này cùng chu nhân cho rằng công ty lớn cao quản văn hóa tố dưỡng hình thành cự đại tương phản, cũng là nàng không yêu thích xã giao nguyên nhân chi nhất. Chu Nhân từng cũng tò mò hỏi qua Tư Nhất Văn, có phải hay không sở hữu xí nghiệp đều là này dạng bàn rượu văn hóa. Không nghĩ Tư Nhất Văn lại kịp mũi coi thường nói, "Đừng bắt chúng ta đứng đắn xí nghiệp cùng an hối so." Khoảng 9 giờ đêm, Chu Nhân chính buồn bực ngán ngẩm tại xem TV, Tư Nhất Văn đột nhiên cấp nàng gọi điện thoại, hỏi nàng ngủ không. Biết được Chu Nhân không ngủ, Tư Nhất Văn hỏi bữa tối có phải hay không còn không có ăn? Làm gì? Dẫn ngươi đi ăn bữa khuya, này bên trong chợ đêm có rất nhiều đặc sắc quà vặt. Còn không có ăn cơm chiều chu nhân ngón rõ đại động, lại nói nói mát. Không là rất muốn ăn. Tư nhất văn tự như biết nàng ngực không đồng nhất, nói. Ta làm tiểu trần tới tiếp ngươi. Không cần. Hắn tại khách sạn tầng dưới. Chu nhân hừ nhẹ. a à đối với mỹ thực, chu nhân tổng là không cách nào chống cự. Nàng cố mà làm, nhanh chóng theo giường bên trên lên tới, thay đổi quần áo ra cửa. Tư nhất văn lúc này còn tại ngoài hai cây số một nhà hàng, tối nay rượu cục an bài tại kia bên trong. Hiện tại thời gian không tính là muộn, chợ đêm cũng vừa mới bắt đầu. Chu nhân đầy cõi lòng chờ mong xuống xe, vừa vặn thu được tư vũ điện thoại. Tư nhất văn trợ lý tiểu trần ra hiệu chu nhân tư tổng tại đại sảnh. Chu nhân gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi đi trước đi, ta tiếp cái điện thoại. Cửa chính nơi người nhiều ồn ào, Chu nhân phủng điện thoại một thân một mình đi đến phòng ăn hồ nước bên cạnh nghe. Này nhà phòng ăn quy mô khổng lồ, phòng ăn bên trong có khách động thiên, thậm chí có thể làm thành một chỗ ngắm cảnh cảnh điểm. Điện thoại vừa tiếp thông, tư vũ thanh âm lập tức truyền đến. Đại tẩu. Là ta ngươi ngây thơ thiện lương đáng yêu muội muội tư vũ chu nhân phản xạ có điều kiện đưa di động hướng xa thả một ít làm màn nhĩ khỏi bị một lần bạo kích tư vũ nói đại tẩu có cái sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ ta muốn ta thân ái đại tẩu nhất định sẽ không cự tuyệt ta đồng thời sẽ toàn lực duy trì ta ngươi là ta duy nhất lại tốt nhất đại tẩu ngươi nói đúng hay không đừng cho ta mang mũ cao có chuyện nói thẳng tư vũ tác kiều. Đại tẩu, ngươi đáp ứng trước ta sao, vang cầu ngươi. Chu nhân im lặng là vàng. Tư vũ nói. Là này dạng, ta trù hoạch nhất đương game show, yêu đương tiến hành lúc đã thông qua phương án, ta định ra ba tổ siêu cấp khách quý. Dừng lại. Chu nhân đã đoán được tư vũ sau đó phải nói cái gì, ta không sẽ tham gia. Đại tẩu, ngươi không muốn lãnh khóc như vậy vô tình sao? ta còn có thể thực tuyệt tình. Chu nhân nói, ta muốn tắt điện thoại. Không muốn a a a a a a. Tư vũ cực lực giữ lại, đại tẩu, ngươi trước tìm một nơi yên tĩnh, nghe ta chậm rãi kể lại, sau đó mới quyết định không muộn. Nếu đổi lại là người khác, chu nhân đại khái xuất thật trực tiếp tắt điện thoại. Người sợ nhất kéo dài do dự, nên cự tuyệt thời điểm liền muốn chém đinh chặt sắt. Nhưng nếu đổi lại là tư vũ, Chu Nhân lại có chút không đành lòng. Phía trước Chu Nhân liền nghe nói Tư Vũ Nghĩ muốn làm một phen sự nghiệp, bất quá Tư Gia trên dưới đều xem như là chuyện tiếu lâm. Không là không cho Tư Gia đại tiểu thư đi làm, mà là cảm thấy nàng là tại quá gia gia. Nhưng Chu Nhân liền rất ủng hộ Tư Vũ đi thử một lần. Chu Nhân cầm điện thoại hướng an tỉnh địa phương đi qua, chẳng có mục đích. Tư Vũ tại đầu bên kia điện thoại nói yêu đương tiến hành lúc này đương tiếp mục không có kịch bản cũng không sẽ cưỡng ép để các ngươi tham gia cái gì hoạt động chỉ là đơn thuần ghi chép ngươi cùng ta đại ca sinh hoạt hàng ngày đại tẩu ta biết ngươi khẳng định muốn nói sinh hoạt hàng ngày không có cái gì tốt ghi chép đúng hay không không đợi chu nhân trả lời tư vũ vội vàng tiếp tục nói kỳ thật mỗi cái người sinh hoạt hàng ngày nhìn như đều thực nhàm chán nhưng thông qua ống kính tinh tế đào móc ngươi có lẽ khả năng sẽ có ý tưởng không đến kinh hỷ ta nói như vậy ngươi khả năng sẽ cảm thấy có chút đường hoàng nói một cách khác đi sinh hoạt bên trong không thiếu khuyết mỹ một mặt nhưng là khuyết thiếu phát hiện mỹ con mắt mà ống kính tự như là kia một đôi mắt có thể giúp ngươi ghi chép chu nhân nội tâm không có chút nào rung động thậm chí có chút thất thần căn bản không nghe lọt tai tư vũ tại nói chút cái gì nhưng mà chính là này cái thời điểm Chu nhân nghe được cách đó không xa địa phương có người tại nhỏ giọng nói chuyện. Trần Tổng, mời ngài không muốn như vậy, ngươi làm đau ta. Là bùi giao thanh âm. Chu nhân lập tức tới tinh thần. Hảo giống như có điểm kích thích ô chao. Trước mắt là một mảnh đi qua tân trang khu rừng nhỏ, còn có ái mùi ánh đèn tân trang phủ lên. Nam nhân say khước thanh âm truyền đến. Giao giao, ngươi này cái người chỉ là có chút thanh cao, ta đây là tại cấp ngươi cơ hội, người khác nghĩ muốn còn không có đâu. Chỗ tối chu nhân vô ý thức nhíu mày. Phun. Cái gì phổ tinh nam? Bùi dao hô hấp có điểm gấp rút. Trần Tổng, ngài uống say, ta nghĩ cũng không cần này cái cơ hội. Nam nhân cười nhẹ. Vậy ngươi tin hay không tin, ta có thể để ngươi từ hiện tại này cái chức vị rời đi. Chỗ tối chu nhân cúi lưng xuống tại trong lòng nhã rảnh sống lâu thấy a à, quy hiếp một cái nữ nhân tính cái gì nam nhân a à? trước đây chu nhân liền đối với an hối xí nghiệp văn hóa cảm thấy buồn nôn không nghĩ đến ngầm này cái cái gì tổng còn sẽ nói ra này loại lời nói chu nhân điện thoại kia đầu tư vũ tại kêu đại tẩu đại tẩu ngươi có nghe ta nói không mưa nhỏ ta chờ một lúc cùng ngươi nói có chút việc chu nhân nhỏ giọng cúp điện thoại lúc này khu rừng nhỏ kia bên bùi giao thanh âm đột nhiên có chút bén nhọn. Trần Tổng Tiếp theo chỉ nghe ba một tiếng, đoán chừng là bùi giao đánh kia cái Trần Tổng một bàn tay. Chu nhân chính tại trong lòng vì bùi giao vỗ tay, không ngờ kia cái Trần Tổng nói. Bùi giao, ngươi lại là cái thá gì, dám đánh lão tử. Lão tử hôm nay còn không phải làm ngươi không thể. Mắt thấy tình thế muốn hướng cực đoan phát triển, chu nhân cũng không nghĩ quá nhiều trực tiếp vọt tới, quả nhiên cũng cùng Chu Nhân nghĩ đồng dạng, Bùi Dao chính bị kia cái Trần tổng ôm chặt. Nhìn ra được Bùi Dao là muốn giải dụa, nhưng nàng tự hồ cũng không có cái gì khí lực. Bùi Dao. Chu Nhân lớn tiếng gọi nàng tên. Này một tiếng mặc dù uy hiếp lực không tính lớn, nhưng tốt xấu làm đối diện Trần tổng đốn một chút, bất quá này vị Trần tổng hai tay còn lưu luyến không rời ôm vào Bùi Dao trên người. Chu Nhân đi tới, dò hỏi. Này là người bạn trai sao? bùi dao lắc đầu không là yêu cầu ta hỗ trợ sao chu nhân ta bùi dao nghĩ muốn nói chuyện nhưng này cái trần tổng lại một phen che miệng nàng lại chu nhân sải bước đi tới bất chấp tất cả cấp này cái trần tổng một chân thương tới muốn hại khoái ngoan chuẩn trần tổng hiển nhiên cũng không là cái gì đèn đã cạn dầu chỉ bất quá lúc này say khước phản ứng trong lúc nhất thời có chút không quá linh mẫn chu nhân đem bùi dao kéo qua nói với nàng đem ngươi chân bên trên giày cao gót cởi ra cấp ta bùi dao không rõ ràng cho lắm nhưng còn là làm theo chu nhân cúi người tiếp nhận bùi dao tay bên trên giày cao gót dương hạ lông mày valento đinh tán giày cao gót này giày thực ma chân đi hôm nào ta đưa ngươi một đôi mạch mạch nói xong nàng cầm cái kia giày cao gót vọt thẳng đến kia cái trần tổng trước mặt dùng gót giày tạp đối phương đầu biết quả bất địch chúng, chu nhân một bên cùng đánh đối phương, một bên hô to. Cứu mạng A, cứu mạng A, mau tới người A, có người A, muốn chết người A. Trần Tổng bị chu nhân dẫm tại dưới chân dùng giày cao gót cùng nện đến đầu óc choáng váng. Bùi dao đứng tại chu nhân phía sau trợn mắt há hốc mồm. Chu nhân một bên đánh vẫn không quên nhã rảnh. Mụ. Ngươi tính cái gì nam nhân? Đậu xanh rau má, đậu xanh rau má, ngươi cái giả chủng ta xem ngươi còn không có tiếng hóa hảo a. À. Toàn là phải bị mô sai thô tục, bùi dao muốn ngăn cản chu nhân, lại tại xem đến bên cạnh chẳng biết lúc nào đi tới tư nhất văn lúc, lão đảo lui về sau một bước. Chu nhân đưa lưng về phía tư nhất văn, tay bên trên giày cao gót đã bị nàng nện đến biến hình. Xem ngươi về sau còn dám khi dễ nữ hài sao. Cẩu nương dưỡng đồ vật. Ta hôm nay liền thay ngươi mụ giáo huấn ngươi một chút. Hỗn trướng đồ vật, hóa học thiến đều tính là tiện nghi ngươi. Đậu xanh rau má. A nhân. Tư nhất văn trầm thấp thanh tuyến bất ngờ không kịp đề phòng tại sau lưng vang lên, chu nhân dừng lại. Nàng thứ nhất ý nghĩ là. Xong. Đại gia khuê tú thuộc nữ hình tượng toàn hủy. Chu gia muốn nhân vì nàng gánh vác giáo nữ vô phương bêu danh. Tư nhất văn đi tới nhẹ nhàng bắt lấy chu nhân cổ tay. Ngoan, đừng đem chính mình tay tạp đau bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Ác Đê Cô Thời Kỳ Vòng Tay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đỉnh xấu hổ Phía sau một đôi người Có an hối cao quản, cũng có hồng hưng cao quản, còn có xem náo nhiệt không chê sự tình đại giáp ức bính đinh. Thật hảo cứu a a a. Chu nhân nghi người không dám nhìn tư nhất văn, nên biết nói, nàng tại hắn trước mặt vẫn là đại gia khuê tú thuộc nữ hình tượng a a a vì vãn hồi một điểm cuối cùng mặt mũi chu nhân bình tĩnh ném đi tay bên trên cái kia đã biến hình valento đinh tán giày cao gót cứ vậy mà làm một chút dung nhan dáng vẻ tiếp theo xoay người khôi phục một mặt ngại ngùng ý cười xem một đám người làm đều làm nếu như đảo ngược thời gian lại cho chu nhân một lần lựa chọn cơ hội nàng còn là sẽ không chút do dự cùng đánh này vị trần tổng nhiều lắm là ít nói lại một chút thô tục mặt đất bên trên kia vị trần tổng ngao ngao kêu tự hồ bị đánh rất đau cứu cứu ta chu nhân không để lại dấu vết lại dùng chân đạp một cái kia vị trần tổng tư nhất văn đem chu nhân kéo đến trước mặt trên trên dưới dưới đánh giá có hay không có chỗ nào bị thương chu nhân thuận thế xúc tại tư nhất văn ngực bên trong trang yếu đuối nhất nhất vừa rồi thật hù chết ta tư nhất văn cười vỗ vỗ chu nhân sau lưng không sợ chúng ta đã báo cảnh sát chu nhân biết tư nhất văn là tại phối hợp chính mình tại diễn kịch muốn cười lại không thể cười chỉ có thể đem mặt chôn ở tư nhất văn ngực phía trước đối mặt đám người tư nhất văn chủ động gánh vác lên trợ giúp thái thái hóa giải xấu hổ nhân vật mọi người quan tâm quan tâm dò hỏi tình huống dò hỏi tình huống hiện trường loạn thành một đoàn dù sao chu nhân bền lòng vững dạ chôn ở tư nhất văn ngực bên trong giả chết. Sự tình cuối cùng là như thế nào xử lý chu nhân không biết, tóm lại tại tư nhất văn che chở hạ, nàng cũng không bị cảnh sát mang đi ra hỏi cái gì. Về phần kia danh Trần Tổng, có tật giật mình, cũng không dám nói chính mình là bị chu nhân cấp đánh. Bùi giao tình huống không tính quá tốt, nàng tự hồ bị hạ độc liền đứng cũng không vững, bị an hối đưa đi bệnh viện. Cái này sự tình cấp an hối tạo thành cùng với không tốt ảnh hưởng, an hối toàn cầu khu phó tổng một mặt lúng túng nghiêm khắc quát lớn, xưng nếu không tiếc bất cứ giá nào truy cứu trách nhiệm, sẽ không để cho nữ nhân viên tại an hối chịu đến nửa điểm thương tổn, nhưng này lời nói không ai tin tưởng. Tối nay không chỉ có A thành phố lãnh đạo tại tràng, Hồng Hưng lãnh đạo tại tràng, cho nên tràng diện một lần phi thường khó xử. Tiếc núi là, buổi tối chợ đêm cũng không đi thành. Tư nhất văn ngoài ý muốn phát hiện chu nhân tay bên trên có tổn thương, nói cái gì đều muốn dẫn nàng trước đi xử lý. Này tổn thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhiều lắm thì một đạo vết cắt, cộng thêm chảy một ít máu. Duy nhất làm người cảm thấy tương đối nhìn thấy mà giật mình là máu hảo giống như lưu đến hơi nhiều. Đoán chừng là vừa rồi chu nhân tại vong tình đánh người thời điểm không cẩn thận bị giày cao gót cấp quẹt làm bị thương. Thực phiền phức, còn muốn đến bệnh viện phụ cận khám gấp đi xử lý một chuyến quá trình hạ tới bận rộn xong là nửa giờ sau tư nhất văn thỉnh thoảng muốn nhìn một chút nàng hỏi nàng đau sao chu nhân ngươi này vấn đề hỏi được ta lỗ tai đều muốn mọc ra kén ngươi hỏi lại ta liền đem ngươi miệng cấp vá lại hắn tự hồ rất khẩn trương bác sĩ nói kém một chút liền muốn khâu vết thương chu nhân cười nhạo này tính cái gì a à? trước kia lúc huấn luyện đuôi xương cục đều từng đứt đoạn nói được nửa câu nàng tự hồ nhớ lại một ít hình ảnh tự dễu cười một tiếng không nói thêm lời tư nhất văn nhìn nàng tại sao không nói không có gì để nói nhiều a à? chu nhân mặt lộ vẻ không nhịn đúng rồi bùi dao như thế nào dạng tư nhất văn nói an hối kia bên mang bùi dao đi bệnh viện chu nhân hiếu kỳ nàng thật bị hạ dược a à? an hối cấp lãnh đạo như thế nào là này cái bộ dáng đây chính là tại đại đình quản chúng chi hạ ô chao vẫn là như vậy quan trọng trường hợp ô chao hắn liền như vậy không quản được chính mình nửa người dưới sao cái này sự tình có thể hay không thượng tin tức a à, có phải hay không phi thường ảnh hưởng phi thường ác liệt một đống lớn vấn đề tư nhất văn một mặt bất đắc dĩ ngươi muốn để ta trước trả lời cái nào vấn đề chu nhân kỳ quái nói ngươi tại sao không đi nhìn xem bùi dao a à? Ta nhìn nàng làm cái gì? Nàng không là ngươi cao trung đồng học sao? Tư nhất văn một câu hai ý nghĩa. Ân, nàng chỉ là ta cao trung đồng học. Sách. Không hổ là đại tập đoàn người lãnh đạo A, nói chuyện một bộ một bộ, làm người bắt không được nhược điểm đâu. Chu nhân hỏi. Có thể đi rồi sao? Ân, đi thôi. Trên đường trở về, xe bên trong bị đèn neon chiếu lên lưu quan giật thải này bên trong ban đêm cũng là cảnh sắc, khắp nơi vỗ một cái đều là tinh mỹ đại phiến. Tư nhất văn tổng là một mặt cười như không cười nhìn chu nhân, hắn nắm lấy nàng một cái khác tay nhỏ vuốt vuốt, không cho nàng trốn tránh chính mình ánh mắt. Chu nhân nghĩ đến buổi tối phát sinh sự tình, rốt cuộc vẫn còn có chút chột dạ cùng xấu hổ. Bị tư nhất văn chăm chú nhìn một hồi nhi, nàng cưỡng ép che hắn hai mắt, không cho hắn dùng này loại ý vị không rõ ánh mắt xem chính mình nàng vò đã mẻ không sợ sức. Ngươi nghĩ chế dễu liền chế dễu đi. Dù sao ta liền là này loại người. Tư nhất văn kéo xuống chu nhân tay, cùng nhau đem nàng kéo đến chính mình ngực bên trong. Loại người nào? Chu nhân thuận thế hỏi lại. Vậy ngươi cảm thấy ta là loại người nào? Ngươi là một người tốt. Thực đứng đắn ngữ khí. Phốc. Này là chu nhân hôm nay cả ngày lộ ra thứ nhất cái tươi cười, xuất phát từ nội tâm ý cười. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi đánh người thời điểm soái hay không soái? Tư nhất văn sát có việc cực đầu. Soái. Chu nhân khóe môi ý cười càng sâu. Không nói gạt ngươi, ta khi còn nhỏ đài quyền đạo nhưng là học được đai đen. Trước kia ta liền nghĩ có hướng một ngày có thể vì dân trừ hại. Hôm nay cũng coi là mộng tưởng trở thành sự thật, rất có cảm giác thành tựu tư nhất văn dỗ tiểu hài tử tựa như nhéo nhéo chu nhân gương mặt đều mộng tưởng trở thành sự thật vậy nên ăn mừng một trận chu nhân hai mắt phóng quang như thế nào chúc mừng a à. tư nhất văn nhìn chằm chằm chu nhân xem một hồi nhi một đôi thâm trầm đôi mắt tựa hồ muốn nàng hút vào đầm sâu bên trong tại chu nhân tràn ngập chờ mong ánh mắt bên trong hắn một tay chụp tại nàng sau đầu cúi đầu hôn nàng đôi môi cậy mở nàng răng môi tại nàng miệng bên trong khoái động, đầu lưỡi mang một chút mùi rượu, cũng có hắn trên người chất gỗ khí tức. Còn tại xe bên trên đâu? Chu nhân muốn nhắc nhở tư nhất văn, nhưng hắn lại không cố kỵ chút nào ấn lại nàng hôn. Càng làm cho chu nhân không thể chống đỡ được là, về đến khách sạn gian phòng sau tư nhất văn liền không có cấp nàng bất luận cái gì thở dốc không gian. Lữ hành này ba ngày theo lý thuyết ba ngày đã thực mệt mỏi, nhưng tư nhất văn vẫn còn là đối này chuyện phi thường ham thích mỗi lúc trời tối một lần là nhất định phải sáng sớm hôm qua chu nhân còn tại ngủ mơ bên trong liền bị tư nhất văn cấp làm tỉnh lại cuối cùng khóc cắn hắn hắn mới qua loa kết thúc chu nhân đều muốn sản sinh hoài nghi này người có phải hay không tét đi tinh chuyển thế a à? vừa mệt vừa đói còn muốn bị dày vò chu nhân tức muốn học máu cắn tư nhất văn bả vai anh, anh 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 mắng hắn tư nhất văn không những không buồn ngược lại ảo thuật tựa như đột nhiên lấy ra một đầu toàn toàn lắc tay mang tại nàng cổ tay bên trên chu nhân hiện ra lệ quan hai mắt thoáng cái phát sáng lên vĩ khuất ba ba hỏi tư nhất văn này là cái gì a à? lần trước đi công tác thời điểm trong lúc vô tình đi ngang qua một nhà châu báu tiệm bán đồ cổ cảm thấy rất thích hợp ngươi liền mua tư nhất văn mổ mổ chu nhân môi ngón tay bụng khẽ vuốt khóe mắt nàng nước mắt yêu thích sao rất thích Chu nhân trong lòng đã nhạt nở hoa, nàng không quan tâm đồ vật giá trị quý giá, nhưng chỉ cần đối phương có này trái tim, nàng liền vừa lòng thỏa ý, bất quá này điều vòng tay chu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra, là ác dê thời kỳ, 1920 ép vòng tay. Đồ ngốc, như thế nào như vậy hảo hống? Tư nhất văn đứng dậy, tùy ý bộ kiện áo choàng tắm mặt lên người, chuẩn bị đi cấp chu nhân làm điểm ăn. Phòng bên trong tia sáng lờ mờ không rõ, Chu nhân uống tại giường bên trên xem tư nhất văn. Hắn tóc đen nhánh còn có chút lộn xộn, đầy đủ qua đi nhìn lên tới tựa hồ có chút gợi cảm khinh cùng ngạo mạn. Này một ngày bởi vì bùi giao nguyên nhân, Chu nhân thỉnh thoảng sẽ nghĩ khởi tư nhất văn thuở thiếu thời kiệt ngạo bộ dáng. Khi cái thời điểm hắn là sân trường nam thần, cao lãnh chi hoa, còn có thật nhiều người yêu thích. Chung quanh nữ hài tử trà dư tử hậu nhắc tới nhiều nhất người liền là tư nhất văn, đến mức chu nhân cũng sẽ vô ý thức chú ý tư nhất văn. Hiện giờ tư nhất văn mặc dù không lại thanh xuân, lại bởi vì cứng rắn lưu loát ngũ quan, trở nên càng thêm tự phụ lại cao không thể chạm. Nhất nhất, chu nhân đột nhiên tác kiều, ta muốn ăn ngươi tự tay pha sợi mì, có thể sao? Nàng chỉ là ôm thăm dò tính hỏi một chút, không nghĩ đến tư nhất văn thế mà không chút do dự đáp ứng xuống. Chu nhân đều kinh ngạc đến ngây người nàng lúc này cũng không có nắm lấy hắn mệnh căng tử A. À. Chờ đợi Mỹ thực công phu, chu nhân xem tới điện thoại di động bên trên tư vũ phát tới tin tức. Tư vũ. Đại tẩu, ngươi cùng ta ca lại lên hót sớt ôi chao. Xem tới dân mạng đối với các ngươi này đôi dơ gốc vợ chồng hôn hậu sinh sống rất hiếu kỳ đâu. Tư vũ. Đại tẩu, van cầu ngươi liền tham gia, kêu đương tiến hành lúc, tiết mục đi. Chu nhân hồi phục ngươi cầu ta làm gì? Ngươi ca cũng sẽ không đáp ứng. Tư vũ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta ca khẳng định không có vấn đề, hắn nghe lời của ngươi nhất. Chu nhân. Điểm vào ủy hot sức thứ hai liền là Zeus vợ chồng cùng dạo A thành phố mới, nhiệt môn đệ nhất điều ủy bộ liền là Zeus vô địch quả ớt nhỏ phát. Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Zeus vợ chồng CP siêu thoại. Zeus vợ chồng đây là tại A thành phố du lịch sao? Ha 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 ha, chu nhân này là cái gì tạo hình? Ta muốn cười điên rồi. Hình minh họa chính cung cách. Tại kia mấy trương ảnh chụp bên trong, chu nhân võ trang đầy đủ đem chính mình bao khỏa giống là một chỉ xác ướp, bởi vì chu nhân xuyên đáy bằng giày thể thao, cùng tư nhất văn đứng chung một chỗ sản sinh thị giác thượng tốt.moe thân cao sai chu nhân bên cạnh tư nhất Vang ngược lại là bạch y quần đen mũ lưỡi trai, hai tay lười biến cắm tại quần thường túi bên trong, hơi hơi thân người cong lại cúi đầu phối hợp bên cạnh thê tử thân cao, nhìn lên tới thế nhưng thiếu niên khí tức tràn đầy. Hờ 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 ha 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 ha, chu nhân này phòng nắng cũng quá ngư bức đi. Cầu chu nhân phòng nắng cùng khoảng chu nhân thật tuyệt, phản phất đến Dubai ta cũng là, tình nguyện nhiệt chết, cũng không nguyện ý rám đen. Tư nhất văn Ta lão bà kỳ thật là người Ả Rập, ha 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 đây mới là phòng nắng giới vương giả, hướng chu nhân học tập. Chỉ có ta chú ý đến này tổ ảnh chụp bên trong tư nhất văn mặt sao. Ta thao, cùng phía trước tây trang dày da phong cách hoàn toàn không cùng, cũng quá tuyệt đi. Hôm qua có người nói chu nhân cùng tư nhất văn là nhựa plastic vợ chồng, có phải hay không có điểm đánh mặt. Nhân gia phu thê quan hệ tốt đâu, đừng lại nói cái gì nhựa plastic hay không nhựa plastic liền là, nhật tử là đóng cửa lại tới qua cấp chính mình xem, lại không là xuất sắc tới. Hy vọng một số cọ nhiệt độ chủ lâu, đối, nói liền là vu dung dung, yếu điểm bích liên. Mô hoảng hốt hồ điệt chàng. Có cái nghi vấn, các ngươi làm sao sẽ biết tư nhất văn bên cạnh nữ nhân liền là chu nhân. Giơ vô địch quả ớt nhỏ, hồi phục, mô hoảng hốt hồ điệt chàng. Phía trước hai ngày Chu Nhân tham gia GIBAN từ thiện tiệc tối hoạt động liền tại A thành phố tổ chức, vừa vặn tư nhất văn lại tại A thành phố hiện thân. Mọi người đều biết nơi này là du lịch tỉnh lớn, bọn họ phu thê hai cái người tại cùng nhau du lịch có cái gì kỳ quá sao? Này vị hắc tử, ngươi nói chúng ta làm sao sẽ biết tư nhất văn bên cạnh nữ nhân liền là Chu Nhân đâu? Mô hoảng hốt hồ điệp chàng hồi phục Zeus vô địch quả ớt nhỏ. Ai là hắc tử? ta xem ngươi mới là cao cấp đen đi, ta không tìm hiểu tình huống hỏi một chút đều không được. Ngữ khí có cần phải như vậy hướng sao? Giờ Úc vô địch quả ớt nhỏ, hồi phục, mô hoảng hốt hồ điệt chàng. Xin lỗi, gần nhất siêu thoại hạ tràng một đám thủy quân, sợ sợ. Chu nhân đối với dân mạng chi gian mắng chiến không có hứng thú, đảo là có chút ngoài ý muốn nàng cùng tư nhất văn tại cùng nhau này đó ảnh chụp là ai chụp. Căn cứ quay chụp góc độ có thể thấy được, quay chụp người cách bọn họ vị trí không xa, thậm chí như là chuyên gia cùng chụp. Nhưng Chu Nhân đã thực cố gắng tại nhớ lại, lại đối với bị chụp ảnh một sự tình hào không một chút ấn tượng. Nàng là thật một chút phản điều tra ý thức đều không có, nhưng Tư Nhất Văn không đến mức như vậy chất phát đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10. Gân hép gân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vừa rạng sáng ngày thứ hai chu nhân lấy cao trung đồng học thân phận đi thăm còn tại phòng bệnh bên trong bùi dao bùi dao tinh thần trạng thái đã khôi phục bình thường bất quá bởi vì không có trang điểm mặt bên trên khí sắc cũng không có hôm qua nhìn lên tới như vậy cường đại chu nhân mang đến một chùm màu hồng phấn theo ếch cao ngươi hiện tại không sao chứ chu nhân hỏi không có việc gì Cảm ơn. Hai nữ nhân một chỗ, còn là nhiều năm không thấy bạn học cũ, thế mà cũng không có lời gì đề. Không khí nhất thời chi gian có chút lạnh. Bùi Dao chủ động đánh mở lời đề. "Chu nhân, ngươi còn là cùng cao trung đồng dạng, một chút cũng không thay đổi." "Làm sao có thể không thay đổi? Ta nhưng cao lớn 4 cm. Thật vất vả theo 159 đến 163, chỉnh chỉnh cao 4 đâu." Chu Nhân thuở nhỏ liền thực để ý chính mình thân cao, nàng khi còn nhỏ liền so người khác lớn lên chậm một chút, tại Mỹ quốc đi học lúc bị đồng học ở sau lưng khởi tên hiệu vì tên lùn. Sau tới phát dục thời kỳ chậm rãi cao lớn, đến cao trung thời điểm cũng chỉ có 159. Lúc ấy Chu Nhân tâm cũng phải nát, nàng mộng tưởng siêu mẫu thân cao là 178, hiển nhiên chờ chỉ có thể kiếp sau. Bùi Dao cười đến có chút bộ dáng yếu ớt. Ta chỉ là ngươi tính cách vẫn là như vậy ghét ác như cừu can đảm cẩn trọng lại có chút hồn nhiên ngây thơ chu nhân a à. đáng chết chu nhân thế nhưng cảm thấy không trang điểm bùi dao nhìn lên tới một bộ điềm đạm đáng yêu không hiểu làm người khởi bảo hộ ý muốn như vậy vừa so sánh nàng buổi sáng hôm nay dậy sớm một giờ hóa trang tỏ ra liền có chút quá mức tinh xảo tâm cơ kỹ nữ ngươi thật giống như thực không yêu thích ta Chu nhân không nghĩ tới bùi dao như vậy trực tiếp, nàng cũng liền không quanh co lòng vòng. Đúng vậy a, à, ngươi lại không là nhân dân tệ, ta tại sao phải yêu thích ngươi? Bùi dao cười lên tiếng, lại bất ngờ không kịp đề phòng ho khang một cái. Chu nhân liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ nàng lưng, nhịn không được nhã rảnh. Ngươi nói ngươi một cái đại cao cái, bạch lớn lên. Giống như đêm qua này loại tình huống, ngươi nắm chặt kia cái vương bác đảng mệnh căng tử liền hảo, bảo đảm hắn đau đến chết đi sống lại cám ơn ngươi ta vừa học đến một chiêu cũng là không cần khách khí gân hép gân hẳn là không khí lại một lần nữa lâm vào xấu hổ càng nghĩ chu nhân tìm đề tài đúng rồi hôm qua làm hư ngươi giày ta mua một đôi mới giày đưa ngươi mách mách nhưng khó mua nha ta chính mình đều muốn chờ thật lâu bùi dao nói kỳ thật ta không yêu thích mang giày cao gót. Ngươi đều nói ta là cái đại cao cái, ta lại mặc một đôi giày cao gót, so với bình thường nam nhân đều cao. Hơn nữa giày cao gót thật không có giày để bằng xuyên thoải mái, chỉ bất quá công ty có yêu cầu, ta chỉ có thể xuyên qua. Chu nhân ồ một tiếng, bản thân vãn tôn. Ta cũng cảm thấy giày cao gót khó xuyên chết nàng đột nhiên ý thức đến chính mình hôm qua còn tưởng rằng bùi dao mang giày cao gót là cố ý muốn làm thư cạnh ý nghĩ quá mức ti tiện lập tức cảm thấy chính mình thật là một cái tiểu rác rưởi nhưng chu nhân còn là không hiểu các ngươi an hối cũng quá kỳ hoa còn quy định nữ tính nhất định phải mang giày cao gót bùi dao nói sau chuyện này ta đại khái sẽ theo an hối từ chức ta theo tốt nghiệp đại học lúc sau liền tiến vào an hối công tác một đường lão đảo đi đến vị trí hôm nay, ngẫm lại còn có chút cảm khái. Đúng rồi, ngươi tốt nghiệp đại học lúc sau tại làm cái gì đây? Ăn bám. Chu nhân một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, gã cho tư nhất văn lúc sau liền chuyên tâm tại nhà bên trong làm mọc gạo. Thật ngoài ý muốn. Bùi giao xem chu nhân, ta trước kia vẫn luôn đem ngươi trở thành là ta đối thủ, ta mục tiêu. Tại sự cảm nhận của ta bên trong, Ngươi thật giống như làm cái gì đều phi thường xuất sắc, chỉ cần ngươi chịu làm. Chu nhân phi thường không nể mặt mũi. Ngươi mau ngừng lại đi, đừng lấy lòng ta, nghe lên tới một cổ trà xanh vị. Bùi Dao lại cũng không tức giận. Chu nhân, thật hy vọng còn có thể đem ngươi trở thành làm một cái đối thủ. Tự theo tốt nghiệp trung học lúc sau, ta phát hiện chính mình cũng tìm không được nữa đã từng này loại cùng ngươi cùng nhau tham gia các hạng thi đấu lúc này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chu nhân nghe nghe, lông mày càng vặn càng sâu, thậm chí cả người nổi da gà lên. Bùi dao, ngươi sẽ không phải theo cao trung thời điểm liền vẫn luôn thầm mến ta đi. Bùi dao, làm nàng cái gì đều chưa nói. Nhưng Chu nhân trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Nàng có câu nói giấu ở trong lòng rất lâu, vốn dĩ nghĩ hôm nay làm bùi dao mặt hỏi một chút, bất quá rốt cuộc còn là không hỏi ra miệng. Cao trung thời kỳ có đoạn thời gian ban cấp bên trong thịnh truyền tư nhất văn thầm mến Bùi Giao, cũng cấp Bùi Giao viết qua một trương tỏ tình bưu thiếp. Chỉ bất quá Bùi Giao cự tuyệt tư nhất văn tỏ tình, hai cái người chỉ coi bình thường bằng hữu. Hai ngày sau, chu nhân cùng tư nhất văn cùng nhau ngồi nhà mình máy bay tư nhân trở về cư trú B thành phố. Này khung bàn bu đi vòng quanh trái đất 7.500 máy bay tư nhân là năm trước tư nhất văn sinh nhật thời điểm chu nhân đưa cho hắn quà sinh nhật. Tân nhắc đến chính mình trưởng phu Nhật Lý Vạn Ki, lại muốn cả nước các nơi khắp nơi bay, làm vì hiền nội trợ chu nhân đương nhiên muốn toàn lực duy trì. Nàng không chỉ có là miệng thượng duy trì, càng phải tự thể nghiệm ủng hộ. Chu nhân mua đồ vật nhất hướng cũng đã làm giòn, lựa chọn bàn bu đi vòng quanh trái đất 7500 chủ yếu là cảm thấy thứ liếc thấy phi thường xa hoa thoải mái dễ chịu. Còn như hành trình dài, tuần hành tốc độ tương đối tương đối cao, từ từ này loại chuyên nghiệp thuật ngữ đối với nàng mà nói đều là thứ yếu đương nhiên mua đồ vật chu nhân cũng xưa nay sẽ không cân nhắc giá cả nhiều ít chỉ cần là chính mình yêu thích liền nhắm mắt vào chu gia điệu thấp kinh thương liên quan đến sản nghiệp vô số tại chu nhân xuất sinh thời điểm chu gia lão gia tử một cao hứng liền cấp nàng một bút kết xù tiền tiêu vặt nói là đợi nàng trưởng thành lúc sau tùy ý chi phối kết hôn lúc chu nhân nhà mẹ đẻ cũng cho nàng không ít đồ cưới Chu nhân chính mình cầm chút tiền nhàn rỗi làm một ít đầu tư, vận khí tốt đầu tư bất động sản lại kiếm lời một ít tiền, cho nên nàng căn bản không thiếu tiền. Bất quá làm chu nhân ngoài ý muốn là, hôm sau tư nhất văn thế nhưng vô điều kiện hướng nàng nộp lên chính mình các ngân hàng lớn tài khoản, Mỹ kỳ danh viết để thê tử trưởng quản quyền lực tài chính. Chu nhân thụ sủng nhược kinh, trực tiếp cự tuyệt. Nàng gả cho hắn lại không là ham hắn tiền tài, nói đến tiền, nàng chính mình lại không phải là không có. Bất quá kia ngày chu nhân trêu ghẹo hỏi tư nhất văn liền không sợ nàng mang hắn tiền cuốn gói chạy. Không nghĩ đến tư nhất văn lại còn thập phần bá đạo tổng giám đốc phong phạm nói. Ngươi chạy một cái thử xem. Thời gian trở về ít nhất phải ba cái giờ, tư nhất văn thuận tiện liền tại máy bay bên trên làm việc, chu nhân cũng đỡ phải cùng hắn mắt to trừng lớn mắt. Đại khái là bởi vì du ngoạn lạc mấy ngày công tác, tư nhất văn lúc này chính tại xử lý một ít văn kiện chăm chỉ làm việc nam nhân tổng là rất soái nhiệt độ thích hợp tư nhất văn xuyên cũng hưu nhàn màu trắng cây đây tính chất áo sơ mi làm hắn tỏ ra vai rộng eo hẹp đồng thời cũng không thiếu lộ ra một tia thiếu niên cảm giác đặc biệt tăng thêm ngày bình thường chảy lên tới sợi tóc lúc này cũng mềm hoặc sụp đổ xuống giảm linh không ít theo chu nhân này cái góc độ xem Tư nhất văn nhìn lên tới lại hình như có chút quá tại nghiêm túc chút. Hắn khuôn mặt là lập thể, cái mũi gắn gượng, đường cong cũng trôi chảy, hầu kết càng là lồi ra. Nhưng này cũng chính là hắn mị lực sở tại, hắn này cái người cũng không phải không cái chính hành nhị thế tổ, làm việc trầm ổn có trật tự, sẽ làm cho người cảm thấy rất an tâm. Ngược lại là ngẫu nhiên tại giường tre chi gian sẽ có một ít không bị trói buộc tùy tiện, nhưng kia một mặt cũng chỉ có nàng sẽ thấy nhớ lại chuyện cũ, Chu Nhân không khỏi nhìn về đối diện chính tại nghiêm túc làm việc Tư Nhất Văn. Theo nàng biết, Tư Nhất Văn từ nhỏ đến lớn mãi cho đến kết hôn trước đều không có nói qua yêu đương. Bất quá không biết là thật là giả. Chu Nhân co quắp tại ghế sofa bên trên chống đầu nhìn chầm chầm Tư Nhất Văn xem một hồi nhi, đối diện phản phất có tâm linh cảm ứng tựa như cũng nâng lên đầu tới. Phu thê hai người đối mặt, bên trong gian cách một đầu qua nói chu nhân hướng tư nhất văn nháy mắt mấy cái hỏi ngươi một cái vấn đề a à? tư nhất văn miễn cưỡng gật gật đầu ra hiệu nàng hỏi chu nhân hắn giọng một cái hỏi nói ngươi cao trung thời điểm vì cái gì không yêu đương a à? tư nhất văn thành thật trả lời trường học cấm vị thành niên yêu đương chu nhân nói nhưng là ngươi sau tới trưởng thành cũng không gặp ngươi yêu đương a à, vì cái gì không nói tư nhất văn này là cái thứ hai vấn đề. Chu nhân tiếp tục dây dưa. Ta mặc kệ, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì liền là. Tư nhất văn bất đắc dĩ nhẹ mỉm cười. Không tất muốn yêu. Chu nhân hỏi. Là bởi vì đối người nào đó cầu mà không được sao? Tư nhất văn uống nắng. Là lãng phí thời gian. Chu nhân hừ lạnh. Vậy ngươi còn cùng ta kết hôn? Không càng lãng phí thời gian sao? Tư nhất văn cúi đầu tiếp tục đọc qua văn kiện, không để ý trả lời. Không giống nhau, lấy vợ sinh con là ta này đời chuyện không cách nào tránh khỏi. Cùng với giải dụa, còn không bằng sớm làm tiếp nhận đây hết thảy. Chu nhân nghe vậy trầm mặt. Tư nhất văn chậm chạp không đợi được chu nhân tiếp tục đặt câu hỏi, ngược lại nâng lên đầu nhìn nàng một cái. Chu nhân lúc này không biết tại suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút chạy không? nàng ngẩn người bộ dáng cũng sẽ không tỏ ra khô khan, ngược lại như cái ngây thơ hài tử. Hôm nay Chu Nhân cũng không có trang điểm, bởi vì chơi xấu lười nhát trời giường, trên người quần áo cũng là tư nhất văn hỗ trợ xuyên. Hắn đặc biệt chọn lấy thích hợp thừa cơ hưu nhàn trang phục, càng nổi bật lên nàng như cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Xem Chu Nhân thật lâu không nói một câu, tư nhất văn phá lệ rõ ràng tiếng nói mở miệng nói một câu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chu nhân lấy lại tinh thần, cắt một tiếng. Nàng đảo cũng không có tại suy nghĩ cái gì, mà là đột nhiên cảm thấy chính mình không nên bởi vì hai ngày nay du sơn ngoạn thủy đắc ý quên hình. Nàng cùng tư nhất văn vốn dĩ liền không có cái gì cảm tình, kết hôn này một năm tới, đại đa số thời điểm cắt qua cắt, nói là nhựa plastic vợ chồng cũng không quá đáng. Này một năm tư nhất văn có thể nói là quan mới đến đốt ba đống lửa, suốt ngày loay hoay chân không chạm đất giống như này loại đi công tác liền là một cái tháng không trở lại tình huống thường xuyên phát sinh nhưng chu nhân cũng không cho rằng này dạng có cái gì không tốt dù sao nàng mừng rỡ nhẹ nhõm nếu như hai cái người ngày ngày dính tại cùng một chỗ nàng ngược lại không cách nào tưởng tượng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá a à. chu nhân không quên oán trách tư nhất văn một câu tiếp theo đem bịt mắt một mang nhắm mắt lại bắt đầu ngủ chính mình ngủ trưa không bao lâu chu nhân liền hô hấp đều đều ngủ Tư Nhất Văn đứng dậy cẩn thận tại nàng trên người đóng một đầu chăn lông. Tại nàng trần trụi ra mắt cá chân nơi có một chỗ khâu lại lưu lại vết sẹo, không tử tế xem kỳ thật đã không thấy được. Nhưng thông qua vết sẹo có thể đánh giá ra, đã từng này bên trong từng chịu đựng thập phần cự đại thương tích. Tư Nhất Văn lòng bàn tay nhẹ nhàng tại chu nhân kia nơi gặp gần vết sẹo vuốt ve một hồi nhi, cuối cùng đem chăn lông che lại nàng hai chân. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video